Mừng quý khách hàng và các thành viên của đại gia đình Image Skincare vào có mặt vào buổi launching hôm nay với chủ đề là chìa khóa trị nám và an toàn hiệu quả trong 4 tầng. Tôi là Thúy Phan, đại diện của công ty Minh Khương phân phối độc quyền Image Skincare tại Việt Nam.
Và Image Skincare đã có mặt hơn 13 năm tại Việt Nam và chúng tôi đã xây dựng một thương hiệu vững chắc và được tin tưởng với đội ngũ bác sĩ da liễu tại Việt Nam cũng như trên thế giới, và những cái dòng sản phẩm phù hợp cho người dân Việt Nam cũng như là cả thế giới. Thì chúng tôi tập trung vô những sản phẩm như trị lão hóa, nám, mụn, và hoàn toàn là những cái thành phần 100% từ hữu cơ và không có paraben là chất bảo quản, và chúng tôi cam kết không thử nghiệm trên động vật. Thì mọi người và các thành viên của Image Skincare biết tới chúng tôi trong nhiều năm qua thì ai cũng đã tin tưởng những cái dòng điều trị rất là hiệu quả, giống như là đặc biệt đó là dòng điều trị nhạy cảm cho da, nhạy cảm ở Việt Nam đối với da của người Việt Nam thì hầu như là đa số 70%, 80% bị nhạy cảm, sau đó dẫn tới nám rất là nhiều do chúng ta sử dụng sản phẩm không có đạt chuẩn. Thứ hai nữa là chúng tôi tập trung vô dòng điều trị mụn Clear Cell với những cái thành phần như BHA và peroxide, và dòng Aglet thì chúng tôi có những cái thành phần như là AHA, retinol để đặc trị chống lão hóa và cho da khỏe mạnh và hỗ trợ trong điều trị nám. Và dòng đặc biệt nữa là Illuma. Thì trong dòng Illuma ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh ra mắt các sản phẩm được đoạt giải thưởng danh giá, đó là dòng bộ Vital C có sản phẩm Illumiter. Một lát nữa tôi sẽ đi vô chi tiết từng sản phẩm. Và các bạn cũng đã biết rồi, đáng lẽ là ngày 11 tháng 5 công ty chúng tôi sẽ live stream, sẽ ra mắt trực tiếp tại Hà Nội với buổi event, nhưng mà tại vì tình hình dịch bệnh cho nên chúng ta cũng phải tuân thủ, và chúng tôi lần đầu tiên brand của chúng tôi launching một bộ sản phẩm mà phải online. Hy vọng là quý khách hàng cũng như là đại gia đình của Image Skincare ủng hộ tôi nếu tôi live stream có gì sơ sót, bởi vì tôi không phải là người chuyên nghiệp lắm, cho nên là có gì sai sót thì hy vọng là mọi người bỏ qua cho. Và hôm nay đặc biệt là trong buổi live stream theo dõi thì quý khách hàng nhớ like và share ủng hộ cho tôi nhiều lên chút xíu nha, để có khi là tôi sẽ trở thành KOL nữa đó. Ok, thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có những cái bộ đặc biệt của Image Skincare gửi tặng tới cho khách hàng, đó là bộ ba sản phẩm mới để dành tặng cho những ai mà like share thật nhiều, tương tác với mini game của chúng tôi nhé. Nhớ like và share ủng hộ tôi, và xin lỗi là tôi sẽ quay lại chút xíu, cho nãy giờ tôi đã nói quá nhiều về thương hiệu rồi. Tôi sẽ giới thiệu hôm nay đặc biệt là công ty chúng tôi có mời một người rất là nổi tiếng trong cộng đồng mỹ phẩm, đó là Kho Mi Duy. Không biết guys, chào mừng các bạn đến với buổi live stream của Duy và nhãn hàng Image Skincare. Phải nói với chị đây là một cái cơ hội rất là lớn với em. Phải nói em rất là trân trọng khi mà được hợp tác với một trong những cái nhãn hàng mà có lẽ là ở trên nội dung trên kênh YouTube của Duy á, thì Duy cũng chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì ở đây thì chắc có lẽ một số bạn đại lý hay một số bạn khách hàng của chị Thúy sẽ chưa biết đến em. Thì em cũng xin được giới thiệu về bản thân mình. Thì mình tên là Duy, hiện tại thì Duy đang là beauty blogger, phát triển những cái nội dung về làm đẹp trên YouTube cũng như một số những cái nền tảng khác, ví dụ như là TikTok, Facebook hay là Instagram. Và kênh của Duy thì hầu như là chia sẻ về những sản phẩm skincare, mà bạn nào mà follow Duy đủ lâu thì sẽ biết là hầu như Duy chỉ chia sẻ về những sản phẩm active, tức là những cái sản phẩm mà có hoạt chất. Thì có lẽ là Duy biết đến những hàng image là thông qua rất nhiều những cái sản phẩm thì dòng Eyeless và dòng cái dòng mà trị mụn là và dòng chống lão hóa. Thì đó là hai cái bộ sản phẩm mà có lẽ là dẫn khiến cho em tìm đến brand Image. Nhưng mà đến khi mà em biết đó là Image về Việt Nam hiện tại là đến 13 năm. Thì em thấy, ủa trời, 13 năm trước. Mọi người không, 13 năm trước là Duy còn đang ngồi trên ghế nhà trường, chứ còn Duy còn chưa có điều kiện tài chính như bây giờ để trải nghiệm sản phẩm đâu. Ở Duy thì chỉ mới bắt đầu sử dụng sản phẩm Image trong giai đoạn mà kiểu bắt đầu kinh game, mà kiểu chọn những cái hoạt chất chuyên sâu. Và đó cũng là một cái dịp hân hạnh, như là sau một quá trình sử dụng cũng như là trải nghiệm á, thì hôm nay thì chỉ có một cơ hội để lên livestream nhãn hàng cũng như là giúp cho chị Thúy chia sẻ những cái thông tin hữu ích về quan điểm của em là một người tiêu dùng. Đó thì đó là tất cả những cái thông tin về Duy. Cảm ơn Duy đã hỗ trợ cho chị ngày hôm nay để giúp cho cái buổi livestream được cảm chuyên nghiệp hơn, được chị cảm thấy rất là hồi hộp khi ngồi kế một cái KOL khá là nổi tiếng. Chị nói nói tiếng em cũng ngại lắm mọi người. Nói chung nổi là tiếng trong cộng đồng mỹ dạ, phẩm. các bạn nào dưỡng da chắc là sẽ biết tới em. Và em á thì dạo gần đây, tức là khi mà nội dung em bắt đầu làm á, thì mọi người nhắc tới dược mỹ phẩm rất là nhiều. Nhưng mà em nghĩ là hơn hết thì chị Thúy là sẽ biết cái chữ dược mỹ phẩm á, là
do một trong những cái brand nào đầu tiên mà họ khởi xướng lên. Thì em hy vọng là chị cũng hãy chia sẻ về cái định hướng và những hàng đó. Thì dược mỹ phẩm thì các bạn đã biết rồi đó, trên thị trường có rất là nhiều dòng mỹ phẩm trong trong nhiều năm qua, ví dụ như là chăm sóc da riêng nè, rồi điều trị riêng, thì những cái dòng mà dược mỹ phẩm thì cũng có rất là nhiều sản phẩm ở mức độ trung bình, thấp và cao, high end. Thì các bạn cũng biết rồi, những cái dòng sản phẩm mà high end á thì họ được nghiên cứu rất là kỹ càng, nghiên cứu lâm sàng rất là kỹ, thành phần không có tạp chất nè, không có dễ gây kích ứng, và khi mà sản phẩm ra thì họ đã có những cái test rất là kỹ càng. Và khi mà chúng ta xài những cái dòng mà dược mỹ phẩm mà hàng high end cao cấp như vậy đó, thì chúng ta khi họ ra một cái sản phẩm cho mình thì kê toa và tư vấn rất là kỹ từng giai đoạn, để khi chúng ta đủ những cái hoạt chất nào trên da ở giai đoạn nào và chúng ta có thể thay thế, chúng ta bổ sung những cái thành phần khác tiếp theo đó. Cho nên là chúng ta được họ follow up theo cái da của mình, chứ không phải là đi ra mua một cái sản phẩm ở trên thị trường có thể nghe mọi người nói là sản phẩm này chăm sóc da tốt lắm, thế là mua về thoa lên, thoa ngoài mỗi ngày sáng chiều tối, thì sau đó là nó bị kích ứng cho da đó. Cho nên nói chung là dòng high end lúc nào cũng sẽ được nghiên cứu rất là kỹ càng và được chăm sóc và được kê toa rất là kỹ khi chúng ta được dùng sản phẩm. Riêng với bản thân em á, là một người tiêu dùng cũng như là một người truyền tải nội dung á, thì em thấy là thật ra khi mà dưỡng da, người ta ngoại trừ những sản phẩm high end thì người ta cũng sẽ dùng kết hợp thêm những cái sản phẩm drugstore nữa. Nhưng mà có lẽ là như chị Thúy chia sẻ thì những sản phẩm high end thì họ sẽ focus vào những cái nghiên cứu lâm sàng, và đặc biệt hơn nữa là kiểu mọi người biết là nó có nhiều cái hoạt chất, và những cái hoạt chất này thì cần có được tư vấn cũng như cần được hướng dẫn từ nhãn hàng để mọi người có thể sử dụng trong quá trình dưỡng da. Và dĩ nhiên là đã có nghiên cứu lâm sàng á, thì mọi người có thể điều chỉnh được là chọn cái liều lượng sao cho hợp lý. Cho nên đó là do mà tại sao Duy thấy là dược mỹ phẩm, đặc biệt là dược mỹ phẩm high end, là luôn làm tốt cái điều này, tức là khe đến từng cái khe da của khách hàng dựa trên từng cái hoạt chất mà họ phát triển, chứ không phải là sẽ tạo ra một cái dòng mà nó đa chức năng, nó quá hoàn hảo, đúng không? Thì rõ ràng một nhãn hàng họ sẽ không cần phải làm quá nhiều. Cho nên là nếu mà tức là thực tế thì có rất nhiều vấn đề da, và mỗi nhãn hàng thì họ luôn làm rất là nhiều line khác nhau. Ví dụ như là hiện tại thì Image trước đây là đã có 3 line rồi, và hiện tại là chị còn chuẩn bị rồi một cái line mới đến với mọi người nữa. Và Duy thì biết tới nhãn hàng Image là thông qua bộ Eyelash, đó là nhờ những cái complex về retinol hay là vitamin C. Cho nên là những cái hoạt chất mà hầu như nếu mà bạn nào là dân mà kiểu hay treat da, hay dưỡng da, rồi hay bị bong chóc, hay bị khô đỏ da, mà cho dùng những cái treat mà ở sai nồng độ hoặc là không biết cách sử dụng á, thì Duy tin chắc rằng những hàng mà skincare là một trong những sự lựa chọn mà mọi người nên thử một lần. Duy có thể cho mọi người biết là Duy đã xài những cái bộ sản phẩm nào đầu tiên của Image Skincare trước đây? Trước đây thì có lẽ là Duy biết Image là thông qua kem chống nắng trước. Rồi sau đó thì Duy bắt đầu biết tới cái dòng mà serum màu vitamin C intensive. Chị nhớ là hình như là em đã xài cái chai Eyelash Intense Brightening Serum với lại Vital C ACE Serum chống oxy hóa. Đúng rồi, với cái kem dưỡng tem cell nữa, chung là có khá nhiều sản phẩm Image mà ở đây mà mấy bạn ở đây đa số là có một số bạn theo dõi em á, thì các bạn đều kêu em review những cái sản phẩm này rất là nhiều, và em cũng nói là em review rất nhiều rồi, nhưng mà các bạn cố gắng share lại ở trên YouTube. Nhưng mà chắc chắn hôm nay thì Duy và chị Thúy thì sẽ nói thêm cho mọi người về nhiều thứ. Nhưng mà với cái chủ đề hôm nay á, thì Duy được nhãn hàng á muốn đề cập tới là cái việc là trị nám và làm sáng da trong mỹ phẩm an toàn và hiệu quả. Và đây là một trong những chủ đề mà Duy khá là tâm huyết khi mà Duy lên hẳn một chuỗi series về một cái hoạt chất mà bạn nào có ở đây thì cũng biết, đó là Tranexamic Acid. Và trước khi để nói về chất này thì em với chị chắc là phải đi sơ ngang những cái hoạt chất nào mà ở trên thị trường của những nhãn hàng khác mà họ cũng đem lại những kết quả như là trị nám hay là sáng da kiểu. Đó. Và em không biết là thường cá nhân chị đi, em tức là brand của chị thì sẽ có rất nhiều sản phẩm. Nhưng mà giả sử có một khách hàng nào đó tìm đến một sản phẩm sáng da hay là tìm đến chị nám, thì thường là chị sẽ cho lời khuyên như thế nào, tức là chị sẽ cho hoạt chất nào? Thông thường á, và không phải nói chung bên chị thôi mà tất cả trong giới mà về skincare hoặc là bác sĩ, thì thông thường họ sẽ tập trung vô retinol, glycolic, vitamin C hoặc là arbutin hoặc kojic,
hoặc là hydroquinone. Đó là thì thuốc luôn. Đó là thuộc là thành phần của thuốc luôn rồi. Thì đây là những cái hoạt chất mà thịnh hành, hầu như là ai cũng biết tới nó và hầu như sử dụng rất là nhiều. Nhưng không phải là ai cũng nắm rõ là những hoạt chất đó nó như thế nào. Thì Komi-Yi tức là đã sử dụng rất là nhiều những cái dòng này rồi. Thì rất em, đam mê. Em đam mê giống như là đồ chơi để mỗi ngày em sắp xếp, em pha chế vậy đó. Thì bây giờ em có thể chia sẻ cho mọi người biết là từng hoạt chất đó như thế nào và sử dụng nó như thế nào để có thể là hôm nay buổi live stream hôm nay khách hàng theo dõi cũng như là fan hâm mộ của em hoặc là của khách hàng của bên Image Skincare sẽ biết nhiều hơn về những cái thành phần này, nó sẽ có tác dụng như thế nào và cái lợi cái hại và sử dụng như thế nào để đạt cái hiệu quả. Cá nhân Duy á, thì mọi người biết là Duy thì không có học về những cái ngành ví dụ như là hóa dược hay là y dược sĩ, cho nên chắc chắn là về cái phần là hoặc cái cách mà hoạt chất nó hoạt động chắc chắn Duy sẽ không giải thích chuyên sâu được. Nhưng mà thật ra là mỗi nhãn hàng khi họ có một hoạt chất họ đều rất là chú thích cái phần sản phẩm ở trên website, thì mọi người có thể coi lại về thông tin hoạt chất. Nhưng mà ở đây thì Duy sẽ chia sẻ trên cái quan điểm là Duy là một người tiêu dùng mỹ phẩm thôi, tức là mình bỏ tiền, mình tốn tiền để mình sử dụng để mình đẹp hơn á, cho nên là Duy sẽ có những chia sẻ theo cái quan điểm khá là cá nhân của Duy. Thì đầu tiên có lẽ là khi mà các bạn mà ở tầm khoảng 20 tới 25 đi, khi mà tìm những hoạt chất làm sáng da thì thường hầu như em nghĩ là mọi người sẽ biết tới vitamin C. Thật ra vitamin C nó giống như là một cái tiền đề để dẫn mọi người tới những cái sản phẩm sáng da vậy á. Tuy nhiên thì vitamin C trên thị trường thì nó có cực kỳ nhiều những cái thể hệ khác nhau, nồng độ và lưu ý về độ pH cũng như là nền của sản phẩm. Cho nên là kiểu người dùng nếu mà họ tự ý sử dụng những cái sản phẩm mà có độ pH thấp quá hay là những cái vitamin C nồng độ cao quá thì dễ diễn ra những cái tình trạng đỏ da, bong da và thậm chí là có thể gây viêm nhiễm đó là những bạn mà bị mụn viêm nữa. Và sau này á, khi mà bắt đầu kiểu vitamin C được thông dụng hơn, tức là nó xuất hiện trong những sản phẩm như là xịt khoáng, kem dưỡng, son nở, thì bắt đầu em thấy là có rất nhiều những cái hoạt chất mới nó ra đời sau này, mà cụ thể ví dụ như là retinol hay kojic acid hay butin. Mà ở đây thì em sẽ muốn đề cập cụ thể là tới retinol, tại vì thật ra đây là một trong những hoạt chất mà có lẽ nó cũng khiến cho mọi người biết đến kênh YouTube của em là kênh Komi-Yi đó mọi người. Nhớ nhắn theo dõi gì nha. Cái này là Duy có quảng cáo nha mọi người. Thì đại khái á, là retinol thì nó là một cái thế hệ của vitamin A. Thì thật ra trong vitamin A thì có khá nhiều những cái thế hệ với những cái dẫn xuất khác nhau, mà mỗi cái dẫn xuất thì nó sẽ đem lại những cái kết quả dưỡng da hay là điều trị, nó sẽ tùy theo cái nồng độ phần trăm cũng như là có một số hoạt chất thì bắt buộc mọi người phải có bác sĩ hoặc là người có chuyên môn hướng dẫn sử dụng, chứ mọi người không nên kiểu là tự ý tuyệt đối sử dụng kiểu liều á, thì rất là dễ có những cái hậu quả nó kiểu quả báo đó mọi người, rất là khôn lường. Cho nên đó là do mà tại sao mà mọi người không có nên tự ý sử dụng những cái hoạt chất mà nó thiên về thuốc. Còn đối với retinol á, thì là một cái dẫn xuất mà được sử dụng trong hầu hết tất cả những cái loại mỹ phẩm mà thiên về chống lão hóa, và bản thân nhãn hàng Image Skincare thì cũng có dòng sản phẩm có chứa retinol nữa. Cho nên là hơn hết thì Duy tin chắc rằng là hầu như mọi người kiếm tới retinol là như một cái hoạt chất chống lão hóa. Nhưng mà thật ra thì em thấy phần lớn người ta chỉ hỏi là retinol có trị mụn không anh, hay là kiểu có giúp cho da của em dứt điểm luôn cả tình trạng mụn ẩn, mụn này nọ kia hay không. Thì mọi người biết retinol ấy hầu như là nó chỉ sử dụng để khắc phục những cái vấn đề chống lão hóa thôi, còn trị mụn thì bắt buộc mọi người phải dùng thuốc thì nó mới có thể điều trị dứt điểm được. Và bởi vì mọi người quá lạm dụng cái việc là nghĩ là retinol nó không những chống lão hóa mà nó còn trị mụn nữa, nên là mọi người gọi là tự chọn cho mình một cái liều lượng theo một cái nội dung nào đó mọi người đã coi. Nhưng mà Duy luôn khuyên mọi người ở trước khi mà dùng một cái hoạt chất nào đó thì nên hỏi nhãn hàng trước, hoặc at least là đi soi da để có bác sĩ họ tư vấn đúng cái hoạt chất đó. Và những hệ Image thì các bạn thấy là hầu như các dòng sản phẩm thì đều phân phối tại những bác sĩ. Thì dĩ nhiên có những cái quý khách hàng này nọ là kinh doanh thông thường nữa, nhưng mà họ luôn được gọi là provide cung cấp đầy đủ những cái thông tin khoa học á. Cho nên là khi mọi người mua những cái sản phẩm thì nhớ hỏi giùm Duy về nồng độ và liều lượng. Thì nãy là Duy chia sẻ đó là retinol rất là dễ gây, thứ nhất là gây đỏ da, với lại là nó hay kiểu làm cho da mình hay kiểu bị thay da sinh học á. Nó có một cái từ khá là marketing luôn đúng không? Thì kiểu như là mọi người dùng mọi người sẽ thấy là da mình nó sáng, nó bừng lên, nhưng mà cái tông nó sẽ hơi đỏ nè. Hay là thậm chí kiểu mọi người không có đi bơi được. Tại sao? Tại vì nó nọc, kiểu da nó khô, nó căng quá. Mọi người xuống hồ bơi mọi người chòi cái đầu lên là cái da mọi người nó rút lại như là rút nước, kiểu nó không ngậm được nước luôn á. Và nó sẽ rất là ảnh hưởng tới những cái hoạt động sinh hoạt của mọi người, đặc biệt là kiểu thể thao nè, văn phòng, thậm chí là bất kỳ những cái mối quan hệ nào đó. Kiểu người ta gặp bạn mà người ta thấy trời ơi sao da con này nó bong ghê quá vậy, thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ rất là mắc mặt luôn. Thì vừa rồi thì tình hình Covid thì cũng căng thẳng, cho nên được á, những bạn dùng rồi thì có cái thêm cái khẩu trang để che lại được cái phần dưới này. Nhưng mà thật ra là nó bong thì sẽ bong rất là nhiều, và chưa kể là một số người họ
kiểu da chưa bao giờ dùng hoạt chất đó chị, là chảy máu ở những cái khóe môi hay khóe mũi luôn. Và em phải nói là em gặp rất nhiều bạn inbox em hỏi về cái tình trạng này, mà em đã làm clip chỉ các bạn là cách khắc phục rồi thôi, những cái loại serum hay những loại kem dưỡng để phục hồi luôn á, tức là nó rất là phổ biến trên thị trường luôn. Và thật sự thì retinol nó tốt chứ không phải là nó có hại gì cho da đâu. Chẳng qua thì mọi người biết là một cái vấn đề đó, thì nó sẽ có nhiều những cái đối tượng và nhiều những cái cách khắc phục khác nhau. Ví dụ như là trong với chị nám đi, thì nếu mà hoa retinol không chưa đủ thì người ta sẽ cho kết hợp thêm thoa hay arbutin, hay là những cái hoạt chất mà vừa có arbutin vừa có kojic acid hay là vừa có AA trong đó nữa, để nó tẩy da chết và cũng như là làm cho lớp da của mình sáng và trị nám các kiểu luôn. Nhưng mà như chị biết đó, thì mỗi cái hoạt chất thì nó luôn có ưu khuyết điểm đúng không, và đôi lúc có những bạn họ nám kiểu hơi hơi do không chống nắng nè hay là do tuổi tác á, thì kiểu họ sẽ muốn thoa cái gì đó mà thật là nhanh thật là hiệu quả, thì bạn đòi hỏi bác sĩ hay là bạn đòi hỏi dược sĩ như vậy á, thì chắc chắn họ sẽ kê cho bạn là hyaluronan, thì hyaluronan hay là những cái hỗn hợp mà có hyaluronan hay là corticoid á, thoa lên da thì chắc chắn nó sẽ rất Hiệu là quả rất là sáng da, nhanh, điều này là rất là điều chắc đẹp. Da chắc sẽ phải chắn, đi. nhưng nó sẽ có những cái biến chứng rất là khôn lường, và đặc biệt là những cái biến chứng này là đã có những cái nghiên cứu lâm sàng là một số nhóm đối tượng da họ bị mắc màu da do dùng hyaluronan, hoặc là nó ảnh hưởng tới những cái hệ mạch da với mình, nó khiến cho da của mình trở nên nhạy cảm hơn, và sau này mọi người thậm chí là mọi người bị lệ thuộc vào nó luôn, tức là nếu mà không dùng á thì tình trạng nám nó lại trở lại, mà dùng á thì đâu phải lúc nào nó cũng đẹp, tại vì nếu mọi người dùng hyaluronan cho một cái thời gian cũng như một cái tần suất quá lớn, ví dụ dùng 4% đi mà dùng 3-4 tháng là cái đó nó bị vượt quá cái ngưỡng quy định của bác sĩ khi mà họ kê hyaluronan nữa. Cho nên ngày xưa lúc mà em thoa hyaluronan với lại retinol kết hợp về để bác sĩ kê, là họ luôn dạy em là 2 tháng là ngưng, 2 tháng là ngưng, tuyệt đối không có tham lam thêm. Nhưng mà em cũng tham lam với chị, cái em qua em bôi thêm arbutin cho nó nhẹ lại, xong em cứ bắt lên bắt xuống bắt lên bắt xuống, thì em thấy là cách đó nó cũng khá là hiệu quả trong cái vấn đề đó với da của em. Nhưng mà không phải da bạn nào cũng sẽ đủ tiền tài chính, tại vì không như những cái tiếp hyaluronan trên thị trường mà để hiệu quả thì em thấy liệu có trị giá là từ 3 tới 4 triệu, và phải bôi kết hợp thêm này kia rồi thêm tốn tiền tư vấn mà sữa rửa mặt kem chống nắng nữa, quá nhiều thứ luôn. Thì đó, thì Duy cũng biết rồi, hầu như là em đã trải nghiệm tất cả các thành phần của sản phẩm. Nhưng mà em thấy là đa số ở Việt Nam mình họ chỉ nghe quảng cáo, những cái mẫu quảng cáo là đạt hiệu quả cao trong điều trị nám và sáng da nhanh, cấp tốc, bla bla. Đúng Đó, rồi. thì họ sử dụng vô tội vạ, không biết thành phần và chất của nó như thế nào. Ví dụ như ở châu Âu, hyaluronan là hầu như cấm hoàn toàn. Nếu như ai, một công ty mỹ phẩm nào có sản xuất hyaluronan là họ bị đưa ra tòa. Còn ở Mỹ, FDA approve chỉ 2% với điều kiện là phải là có kê toa giống như là thuốc. Còn Việt Nam mình có thể xài 2%, 4%. Bạn còn kể là nghe kể thấy chảy máu mà sợ, do kiểu cái chảy máu đây là kiểu là mặc dù là ho hoạt chất mà nó bị chảy máu á, mọi người sẽ tưởng chảy máu đây là nó bị xước, không đâu, nó chảy máu giống như là kiểu mà người bị té hay là người bị một vật nhọn đâm vào, nó bị loét ra do là nó mạnh quá, thì cho nên thường ho những cái đó là người ta sẽ hạn chế thôi, dùng vùng rìa môi hay là cái mắt á là rất là hạn chế luôn. Cho nên là Duy tin chắc rằng là mỗi cái hoạt chất thì nó sẽ điều trị được một số cái vấn đề thôi, và mỗi làn da thì kiểu sẽ cần nhiều vấn đề hơn. Và các bạn cũng biết là một trong những cái chuyên đề mà vừa rồi những hãng mà skincare có hợp tác với Duy cùng một số bác sĩ và chuyên gia thì cũng có bàn về hoạt chất mà chị vừa mới đề cập á, là tranexamic acid trong quá trình kiểu làm dưỡng sáng hay là điều trị nám. Thì em nghĩ là với một người tiêu dùng nha, người ta sẽ luôn hỏi á, là liệu thật sự tranexamic acid nó có hiệu quả hay không. Thì riêng với cá nhân chị đi, chị là người kinh doanh, đặc biệt là đây là dòng sản phẩm của brand chị nữa, thì nếu gặp phải những câu hỏi đó thì đầu tiên chị sẽ tư vấn như thế nào? Đối với chị thì chị sẽ coi vấn đề da của họ trước, của khách hàng trước, nám ở mức độ nào và nám do yếu tố từ đâu. Sau đó mình sẽ tư vấn step by step cho khách hàng, và mình sẽ education là cho khách hàng hiểu trước là trong vấn đề điều trị nám nó rất là khó khăn, chứ không phải là mình theo những cái quảng cáo là nói cho hài lòng khách hàng là chị xài đi trong vòng 2 tháng hết hay 2 tuần hết da chị sẽ đẹp. Thì trong cái quy tắc điều trị da, mà nhất là da nám ở phụ nữ của Việt Nam đó, mình ở tiếp da màu tiếp số 3, số 4 là da màu, thì nếu mình điều trị càng quá mạnh thì màu da nó sẽ đẩy lên nhiều hơn, cho nên chúng ta phải từ từ đánh, từ từ lên cái melanin, và
chọn những cái thành phần hỗ trợ kết hợp để cho nó ức chế cái tế bào melanocyte nó không có hoạt động. Và thường thì đa số ở Việt Nam á, họ hay kê những cái thành phần rất là mạnh để trị nám, attack vô da, giống như bị tấn công vô da để điều trị cái vết nám thôi, chứ họ không có tập trung những cái thành phần chống oxy hóa hoặc là nuôi dưỡng để có cái hàng rào bảo vệ da gọi là skin barrier vững chắc thì nó mới ngăn cản được những cái tác hại từ bên ngoài để đạt cái hiệu quả cao hơn. Nếu như đối với những cái da như vậy thì chị sẽ cho họ hiểu trước về cái nám và education chứ không phải là trị nám. Hiểu về cái problem đó là cái phải problem giải quyết của cái da phải giải quyết step by step thì nó mới có cái hiệu quả. Thật ra điều trị nám không khó, quan trọng khó là cái mindset của khách hàng của Việt Nam mình phải có cái tư tưởng, họ phải hiểu được là nám rất là khó, không phải nhanh 1-2 ngày hay 2-3 tuần được, mà chúng ta phải sống chung với nó và chúng ta phải yêu thương nó. Và trong khi điều trị nám thì cái điều mà chị khuyên khách hàng là muốn uống rượu, muốn đi bar, muốn đi đâu cũng được, nhưng mà bỏ ngay cái gương ngay lập tức. Tại vì khi có cái gương ngày nào cũng cầm lên soi da và tại sao sản phẩm này điều trị nó hiệu quả này kia mà không hết gì hết. Đó, cho nên là khuyến cáo là chúng ta phải bình tĩnh và chúng ta đừng có bị stress, đừng bị căng thẳng, tập trung vô nó quá thì nó sẽ bị càng ngày càng nặng hơn. Thì cái lúc mà chị đề cập đây thì chờ mọi người vô gì, mọi người đã hỏi là khi nào bán toàn quốc vậy, công dụng hãng xịn quá, kêu mọi người khỏi là giá cả rồi. Thì cái đó từ từ mọi người ơi, để mình phải đi dẫn dắt mọi người đi là cái lý do mà tại sao những hàng ra cái chót này đã, chứ không phải là ra cái mọi người mua theo trend, đúng không? Như chị Thúy nói, khi mọi người mua hàng là sao, mọi người phải coi cái problem, vấn đề làn da của mình, hiểu về nó và hiểu coi là trên thị trường sẽ có bao nhiêu những cái hoạt chất mà sẽ khắc phục được nó, rồi sau đó mình mới chọn ưu khuyết điểm, rồi mình bỏ tiền mình chốt đơn. Mọi người nhớ đừng không quên like với share ủng hộ cho mình hôm nay, ngày đầu tiên mình làm KOL, ok. Với lại là hôm nay thì các bạn nào mà theo dõi Duy hay là những bạn nào là khách hàng VMAT thì mọi người nhớ là like share cái live stream này á, tại một tí thì sẽ có phần đặt câu hỏi cũng như là những cái phần Q&A á, thì mọi người sẽ được dành tặng chọn bộ sản phẩm mới rất là xinh của đến từ nhà của Image ha. Mà hình như là Duy là người là được trải nghiệm bộ sản phẩm này đầu tiên và hầu như bạn đã nắm rất là rõ rồi ha. Cho nên that's why hôm nay là sau khi chị sẽ giới thiệu về sản phẩm, rồi hy vọng là em sẽ hỗ trợ chị để giúp cho mọi người hiểu hơn về những cái thành phần mình có thể sử dụng an toàn như thế nào với Transamic Acid. Thì cái bộ sản phẩm này công ty ở Việt Nam cũng như là cả thế giới cũng như Image Skincare tại Mỹ rất là tâm đắc. Sau khi cái nhãn hàng ra mắt thị trường thì hầu như là bị cháy hàng, giống như là không có theo cái dự kiến mà là hàng không đủ để cung cấp tới thị trường luôn. Đó, thì cho nên là khách hàng làm ơn nhận reorder xong rồi mỗi tháng Image chỉ ở Việt Nam chỉ được bao nhiêu chai đó để cung cấp tới cho khách hàng thôi. Thì chúng ta thấy là cái lượng những nước khác họ đã ra mắt trước Việt Nam mình và họ xài với cái số lượng lớn như vậy, chứng tỏ cái sản phẩm này nó đạt hiệu quả và đem đến sự hài lòng cho khách hàng rất là nhiều. Thì hiện tại các bác sĩ cũng khuyến cáo là sử dụng những cái sản phẩm có chứa Transamic Acid. Giống như em là người tiêu dùng á, thì dĩ nhiên em cũng có follow mấy bạn làm nội dung khác, thì em cũng mới lên TikTok hay là mấy nền tảng YouTube ấy, thì cũng thấy một số mình cái kênh bác sĩ lớn ở nước ngoài thì họ cũng bắt đầu chia sẻ là kiểu Transamic Acid nó trở thành một cái hoạt chất mà được kê thoa trong quá trình điều trị nám, mà nó ở một cái gọi là đạt được cái mức hiệu quả cũng như là khó kích ứng kiểu á, mà kiểu nó như cái trend luôn á. Em thấy hầu như bất kỳ một cái bác sĩ nào họ đều làm một cái clip đó. Ở Việt Nam á, thì những cái kênh YouTube của những bác sĩ thì nó chưa có nhiều, nhưng mà cũng có một số kênh cũng bắt đầu đã đề cập tới Transamic Acid rồi, và chị tin chắc rằng là khi bản thân mình hay mệt là để làm một cái hội thảo chuyên đề nữa thì chắc chắn là Duy nghĩ là sau này khi mọi người đi tới bất kỳ cái clinic hay là những cái spa nào mà thiên về stress, thiên về dưỡng da, thiên về điều trị á, thì mọi người sẽ luôn luôn nghe nó hay là em thoa Transamic Acid đi, thì lúc này mọi người phải lập tức nhớ ngay tới kênh YouTube của mình để vô coi về những cái thông tin mà mình hướng dẫn khi mà sử dụng nồng độ như là liệu cho hợp lý. Riêng với cá nhân em á, thì em gọi là thật ra em thì em cũng có tham lam, thật ra thì em nghĩ là ai mê làm đẹp thì cũng tham lam cả, đúng không chị? Và em á thì luôn tìm một cái hoạt chất nào đó mà mình có thể duy trì, tức là sao thật ra dưỡng da đó với em á, cái việc mà stress quá nặng gây bỏ gây bong á, nó chỉ phù hợp khi mà giống như là em đang điều trị mụn nè, hay là em gặp một cái tình trạng nào đó mà nó sạm da, xỉn màu hay do cháy nắng á, thì em mới tiêm một cái chất nào đó mà nó
xới cái da mà luôn, nó thay đổi hoàn toàn luôn, rồi sau đó em làm dịu lại. Thì em cái quan điểm mà dưỡng da của em là như vậy. Nhưng mà sau khi mà da em khỏe rồi, cũng như là kiểu khắc phục được những cái tình trạng mà do những cái hoạt chất thuốc á, thì em luôn kiếm một cái hoạt chất nào đó để em có thể bôi thoa duy trì. Và rất em, tức là bản thân em cũng làm nhãn hàng, em cũng phát triển những cái loại retinol, nhưng mà em luôn sợ cái sự kích ứng, cho nên là em chọn cái thế hệ nhẹ hơn là reactive retinoid, là kiểu dạng ST. Hoặc là em còn sử dụng một số dạng vitamin C, thậm chí là những cái dòng vitamin C như là những cái kem dưỡng tem cell thì em vẫn dùng trong quá trình kiểu duy trì làn da. Nhưng mà kiểu chỉ biết mình là dân mà chuyên track á, dân mà hay gọi là hay chơi những đồ mà có nồng độ đó, hay đi chơi đồ đó, thì người ta sẽ nói là ủa, ý là dùng những cái này nó không có nồng độ rồi sao biết nghiên cứu lâm sàng lượng sao. Nên là bản thân em khi làm nội dung á, em cũng phải luôn tìm mọi người bây giờ phải kiếm được một cái hoạt chất nào đó mà nó có nồng độ, nó có nghiên cứu, thì khi mình giải thích, mình làm người ta thuyết phục, người ta mới dùng được. Và rất là nhanh sau đó khi mà Duy đang điều trị da của bác sĩ Thảo thì cũng có từng làm việc những hệ image rồi. Thì lúc em trị da thì bác sĩ Thảo bắt đầu nói là hay là em thử dùng tranexamic acid đi, nếu mà em ham retinol em sợ bị đỏ da quá, tại vì cái hoạt chất này nó rất là an toàn luôn. Và chị cũng sẽ hỗ trợ cho em có thể mua linh hàng từ quốc tế về, mặc dù là hàng ở Việt Nam thì vẫn chưa đến lại nick của bác sĩ, là cách đây là 3-4 tháng. Thì là gặp tức là em nói ủa, không có lý do gì mà không dùng cả, phải thử thôi, mới làm đẹp mọi người. Cho nên là Duy cũng đã sử dụng. Và nếu bạn nào coi những cái content của Duy mà từ độ 3 tháng vào đây thì hầu hết sẽ đều thấy là Duy mention tới cái sản phẩm mà Duy đang sử dụng. Và thậm chí là em trước đó là không phải là em chỉ dùng mỗi image đâu, mà em còn dùng rất nhiều những cái loại tranexamic acid khác, nhiều của những nhãn hàng lớn, Vita Thomas Ross SkinCeuticals, hay là những cái nhãn hàng kiểu Restore bình dân như The Incalic hay là Good Mood đó, thì họ cũng có rất nhiều những sản phẩm có tranexamic acid rồi nồng độ phân lờ rất là khác nhau luôn. Cho nên hôm nay em đến buổi livestream này là một phần là muốn chia sẻ về sản phẩm image, cũng như là muốn hỗ trợ chị Thúy show cho mọi người được là sản phẩm image đó nó sẽ có những cái vị thế cạnh tranh nào đó với những sản phẩm tranexamic acid có trên thị trường, cũng như là những cái đối tượng sử dụng đó. Và em không biết là chị nha, theo chị thì tranexamic acid của chị á, thì cái định giá của nó thì sẽ phù hợp với cái tượng khách hàng trước giờ không? Tức là nó sẽ có bị over hơn so với những sản phẩm dưỡng da chuyên sâu trước đây không? Hay là nó sẽ ok? Cái giá thì có nên công bố bây giờ không? Không, em nghĩ là từ từ thôi, lít nhẹ thôi. Cái giá thì nó sẽ ở mức độ không cao lắm. Mặc dù sản phẩm ingredient rất là high end, nhưng mà giá ở mức độ có thể các bạn đều xài được không trên 2 triệu. Cái giá đó em thấy tức là hơn tức là vẫn xem những cái serum cũ thôi, không có thay đổi nhiều về giá cũng như về chất. Và em á thì thấy là thường, ví dụ thường khi người ta sử dụng cái hoạt chất đi, thì người ta sẽ hỏi là ví dụ em thuộc cái đối tượng da đó, thì bây giờ em có thể kể ra một số những cái đối tượng nào mà nên dùng tranexamic acid cho chị. Thì như chị là nhãn hàng, chị sẽ chia sẻ cái quan điểm cá nhân của chị ha. Còn như em là người dùng đi, thì em ví dụ như giả sử em có chị gái hay là có bạn thân em chẳng hạn đi, nó có bầu chẳng hạn đi, thì liệu cái hoạt chất này họ có nên chọn sử dụng không, nó có an toàn hay không? Đó. Ok, để trả lời câu hỏi của em á, thì cái tranexamic acid chưa có một cái nghiên cứu nào mà nói nó sẽ gây quái thai hay này kia cho phụ nữ đang mang thai sử dụng. Và đã có kiểm nghiệm trên động vật và đã có thử nghiệm trên động vật và không có thấy hiện tượng mà gây nguy hại cho phụ nữ mang thai, nhưng cũng không có một cái kiểm chứng nào là nó người phụ nữ mang thai đã sử dụng cái này có problem gì hay là như thế nào. Bởi vì đối với phụ nữ mang thai đó thì mọi người biết rồi, ai cũng carefully là em bé an toàn cho em bé mình, chọn những cái gì đó organic chứ không có phải những cái thành phần điều trị. Thì nếu cái đó nó phụ thuộc vào bạn có muốn hay không. Tôi là người phụ nữ mang thai và đẻ được 3 con rồi, tôi vẫn xài những cái hoạt chất điều trị bình thường. Chúng ta không phải là những cái sản phẩm uống thì nó không có vấn đề gì hết. Với lại là em cũng nhận được một số những câu hỏi, ví dụ như là giả sử trước đó da em đã stress rất là mạnh, ví dụ như là dùng retinol hay là hyaluronan hay là kiểu arbutin 5-7% đi, thì em khi mà bước qua sử dụng tranexamic acid thì có được không, hay là cần phải có một bước lót hay gì không, hay là mình dùng trực tiếp luôn? Sau khi chúng ta sử dụng hyaluronan hoặc retinol rồi thì chúng ta có thể chuyển qua sử dụng tranexamic acid an toàn, không có vấn đề gì. Tại vì trong tranexamic acid nó chỉ là một cái thành phần hỗ trợ
ức chế melanin và làm mờ nám và giúp cho cái nám của chúng ta nó phá vỡ và nó làm sáng da, chứ nó không có làm bong tróc. Cho nên chúng ta không có phải carefully là phải ngưng trong vòng bao nhiêu thời gian để mới sử dụng tiếp cái sản phẩm tresemitasis sau khi sử dụng heroinol hoặc retinol. Thì các bạn biết rồi, đối với những người mà những cái loại vấn đề da mà bị nhiều cái vấn problem giống như là tế bào chết nhiều hoặc là da bị lão hóa nhiều, thì chúng ta cũng cần phải kết hợp với lại retinol để giúp cho lấy cái lớp tế bào chết đó, và chúng ta sử dụng tracemic acid vô thì nó sẽ đạt cái hiệu quả cao hơn. Cho nên là chị giải thích cho mấy bạn, họ đặt hàng ở đâu, mấy bạn họ đặt hàng ở đâu, đặt hàng ở đâu, đặt hàng ở đâu hoài nè. Ok. Chị giải thích sơ về cái cách đặt hàng cho, tại có một bạn, số bạn em nghĩ là họ sẽ mua luôn, họ không suy nghĩ luôn, họ sẽ mua luôn. Em tin chắc là vậy. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta có thể đặt hàng trực tiếp fanpage của Image Skincare hoặc là website của Image Skincare, và đặc biệt trong ngày hôm nay chúng ta được giảm 10% trong đó, và chúng ta còn có những cái gói để tặng thưởng trong đó. Nếu mà các bạn muốn mua một cái bộ kit, một cái bộ lớn, hình như là có tặng một cái dưỡng môi Omedic Lift cho tất cả các khách hàng nếu mà chúng ta mua bộ 3 sản phẩm đó hết. Và các bạn, công ty chúng tôi xưa nay không hề bán lẻ, nhưng mà hôm nay là ngày launching, cho nên là chúng tôi sẽ nhận order trực tiếp của khách hàng và hỗ trợ tới tất cả đại lý của chúng tôi trên cả nước, là khách hàng nào ở vùng nào chúng tôi sẽ chuyển về, và chúng tôi nhận order và chuyển về cho đại lý đó. Cho nên là các bạn nhớ vô fanpage của imageskincare.vn và website của imageskincare.vn và fanpage của Image Skincare. Hôm nay chúng tôi sẽ bán trực tiếp trên đó để hỗ trợ tới đại lý của chúng tôi trong mùa dịch này. Với lại có một số bạn thì họ sẽ hỏi là ví dụ như trên thị trường á, thì nó có rất nhiều cái sản phẩm tresemic nhưng mà ở dạng gel hay dạng kem dưỡng, thì ở đây thì chắc lẽ mọi người nhìn vào đây thì mọi người thấy nó là một cái dạng serum. Thì cái anh chị là phát triển những hàng này á, thì tức là những cái thông tin mà theo chị biết được á, thì cái dạng serum này nó sẽ có những cái ưu điểm gì hơn? Thì cái dạng serum á, cái ưu điểm của nó sẽ thấm hút nhanh hơn, nó giúp cho cái sản phẩm đi vào da nhanh hơn. Thứ hai nữa là ưu điểm đối với làn da châu Á, ở Việt Nam mình nóng ẩm, nếu mà mình xài sử dụng những cái dạng kem á, nó sẽ bị có một cái lớp block lại, nó giữ ẩm rất là nhiều và dễ gây mụn kích ứng. Serum nó sẽ thấm hút nhanh và không có gây mụn kích ứng cho da. Thì đó là thông tin từ nhãn hàng cung cấp về tresemic đúng không? Từ nãy giờ em chỉ nói là cũng 30 phút là chỉ nói xung quanh về tresemic rồi đó. Em nghĩ là bây giờ là mình sẽ vô cho mọi người ra mắt dòng sản phẩm này, chứ để nói hỏi cái mọi người không biết là đang là nói sản phẩm nào luôn. Dạ, chắc là mọi người đang rất là háo hức để tìm hiểu trong những cái sản phẩm này có những cái sản phẩm nào, có thành phần gì và chi tiết của nó. Thì không để cho mọi người chờ đợi lâu nữa, thì bây giờ tôi sẽ vô giới thiệu cho các bạn biết từng sản phẩm của ngày hôm nay. Ok, các bạn ready chưa? Chúng ta sẽ vô cái sản phẩm đầu tiên, đó là Illuma Intense Facial Illuminator, ok. Chị đi sửa rửa mặt trước đúng không chị? Just give me one second. Đợi nha mọi người, cho mình một giây, tại vì mình không có. Thì nếu mà bạn nào mà đã từng coi mấy cái chuyên đề hay là những cái hội nghị da liễu mà do những hệ mình tổ chức đó, thì các bạn chắc chắn là cũng đã biết tới ba sản phẩm này rồi, chứ không phải đợi tới lúc chị công bố thôi. Em tin chắc là vậy luôn. Và Duy cũng đã livestream, đã làm những cái kênh YouTube và viết tôi nhiều tin về quá sản phẩm trời này luôn mà trời, không lẽ rồi. Mọi người không biết sản phẩm này nữa thôi luôn. Rồi ok, mình sẽ vô sản phẩm đầu tiên, đó là trước khi vô sản phẩm đầu tiên, mời các bạn coi một cái video nhẹ nhẹ của nhãn hàng nhé. Đây là cái sữa rửa mặt có khả năng tẩy cái exfoliate. Dạ, cái sữa rửa mặt này có khả năng là giúp hỗ trợ cho chúng ta lấy đi cái lớp tế bào chết trên da, để khi chúng ta sử dụng cái serum nó sẽ thẩm thấu sâu hơn. Thì mọi người nói là tại sao mà sản phẩm ra sản phẩm bộ ba này có sữa rửa mặt, thì mọi người thường đa số là mọi người chỉ tập trung vô điều trị nám hoặc là điều trị cái gì đó, chứ mọi người không có tập trung vô vấn đề mà rửa da hay là bảo vệ da gì nhiều. Thì các bạn biết rồi, cứ mỗi 40 phút đó là trên cơ thể chúng ta nó thải ra 10 triệu tế bào da chết. Nếu như chúng ta không rửa sạch da, chúng ta không có làm
tẩy đi lớp tế bào chết và bã nhờn trên da, chúng ta thoa cái serum vô hoặc là một cái sản phẩm nào vô để điều trị hoặc là nuôi dưỡng da, thì vô tình tạo lên một cái lớp bã nhờn trên bề mặt da và gây ra mụn rất là nhiều. Cho nên chúng ta phải rửa sạch da trước. Thì cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho da chúng ta làm sạch với những cái hạt tre. Ok, sản phẩm đầu tiên đó là Intense Facial Intense Brightening Exfoliation Cleanser các bạn ha. Thì sản phẩm này nó có Ok. Em đang cầm đây. Ok, có model đang cầm sản phẩm. Zoom vào sản phẩm cho mọi người thấy trên tay nó sẽ dung tích như thế này. Thì cá nhân em thì em thấy là sản phẩm này thì với cái công dụng cũng như là những cái thành phần thì thấy là mọi người thử dùng nó một lần ha. Thì giống như nãy giờ chị có coi cái TVC mà cũng thấy là trong này thì đầu tiên là có khả năng hỗ trợ tẩy da chết da. Thì có rất là nhiều bạn sẽ hỏi là cái sản phẩm này liệu khi dùng thì em có nên kết hợp thêm nước tẩy trang hay không? Thì chị cái sản phẩm này khi chúng ta dùng thì không cần phải tẩy trang gì nữa, bởi vì cái sản phẩm này nó có những cái hạt cát từ tre, nó là những cái hạt cảm biến từ tre, nó giúp exfoliation, tẩy đi những cái lớp tế bào chết rất là sạch sau khi chúng ta make up hoặc là chúng ta đi ngoài đường chống nắng, một lớp dày chúng ta có thể tẩy trang nó đi và không cần phải dùng thêm một lớp tẩy trang nào nữa, chúng ta không cần phải tốn tiền cả hai thứ. Thì đầu tiên đây là nói về sản phẩm sữa rửa mặt ha, thì tiếp theo chắc là chị cũng công bố sản phẩm thứ hai, thứ ba của chị luôn ha. Cái sữa rửa mặt thì chúng ta biết rồi đó. Quên nữa, cái sữa rửa mặt này chúng ta biết là nó sẽ không phải là mỗi một cái sữa rửa mặt thông thường mà nó còn có những cái hoạt chất để có một cái sức đề kháng cho da, chống oxy hóa cho da nữa. Thì chúng ta không đợi chờ lâu vô nữa, chúng ta sẽ vô cái sản phẩm mà chúng ta ai cũng đang rất kỳ vọng về giá. Nãy giờ nó quá trời mà chưa thấy cho giá. Ok. Cái sản phẩm một chút xíu nữa mình đi sâu hơn. Cái sản phẩm đầu tiên mà cái sản phẩm mà mình thấy là Illuma Facial Intense Illuminator, ok. Cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho hỗ trợ điều trị nám da với những cái thành phần làm sáng da, và chúng ta có cần phải coi cái video của hãng chút xíu nha. Ok. Chai serum thiết kế thật sự rất là xinh luôn mọi người. Yeah. Màu rất tím nha, thích ghê. Em thì cô màu tím á, em nhìn mấy sản phẩm màu tím thích lắm. Có tranexamic acid với lycoic acid là AHA đúng không? Là ngoại trừ khả năng làm sáng da thì nó cũng là một cái thành phần có năng tẩy da chết hóa học, chứ không phải chỉ đơn thuần là phản chất tranexamic acid không. Sản phẩm này nó thành phần chính của nó là tranexamic acid, lycolic, vitamin C và vitamin C và một cái thành phần đặc biệt đó là niacinamide đó, và vitamin B3 các bạn ha. Nó giúp cho cải thiện cái độ sáng da và ức chế melanin và làm sáng da và hỗ trợ trong điều trị nám. Và không phải là những ai bị nám, và với những người mà những cái làn da mà bị thâm sạm sao mụn và da tối màu thì chúng ta sử dụng nó cũng đạt cái hiệu quả rất là cao. Ngoài ra thì chúng ta thấy nó có một cái thành phần peptide các bạn. Ok, chúng ta thấy nè, những cái hoạt chất chính của nó đây, bốn cái hoạt chất chính, và ngoài ra còn kết hợp với những cái peptide cam thảo và nhân sâm, rễ nhân sâm đó, thì những cái thành phần này nó sẽ hỗ trợ cho giúp cho cái hàng rào skin barrier của chúng ta nó đạt cái khỏe mạnh hơn, và nó ngăn ngừa lưỡi gốc tự do và chống oxy hóa rất là cao. Đó, chúng ta nghe nói tới peptide thì nó hỗ trợ collagen rất là nhiều. Đó. Ngoài ra thì không phải trong sản phẩm này nó có một cái những cái thành phần này không, mà ngoài ra nó còn có tới 20 ingredient nữa để bổ trợ vô. Và cái hoạt chất chính của chúng ta đó là Tranexamic acid, nó sẽ là 3% tranexamic acid, các bạn nhớ nha. Thì một tí chứ là em chị sẽ phân tích sâu về cái nồng độ. Em sẽ hỗ trợ. Ở đây thì mình chỉ đề cập tới công dụng chính và quan trọng nữa là giá. Mình cứ hỏi là đặt hàng giá bao nhiêu mà tại sao không nói giá? Giá các bạn. Bí mật giá hôm nay sẽ được công bố đó là 1.950.000. Ok, các bạn thấy giá rất là yêu thương và không có cao lắm đúng không? Có thể sử dụng trong điều trị nám. Và chai sản phẩm này là 30ml. 30ml thì chúng ta có thể dùng
trong 3 tuần, 2 3 tuần đến tới 3 2 tuần tuần thì tùy. thấy là Comi đã sử dụng chắc là 4 5 chai rồi. Bạn Chai khuyên là mỗi ngoài người chai hơn ba ba hơn tư rồi đó chị. mỗi người phải mua ít 2 nhất chai ít nhất để là hai stock trong chai đó nha. ít nhất là 2 chai thì để giúp cho cái tình trạng mà cải thiện nám nó nhiều hơn, đạt cái hiệu quả cao Nhưng hơn. mà cái giá hồi nãy chị công bố là giá niêm yết thôi, nhưng mà trong cái Dạ. promotion, Promotion hôm trong cái buổi nay hôm nay thì sẽ có được giảm. giảm giá 10% các bạn. Dạ. Ha, chương trình khuyến mãi mình sẽ được giảm giá 10% Đây các và bạn có thể thấy giá nó đó. à, dạ 1.755.000. Thì dạ cách giá thức hôm đặt nay hàng thì mọi người chắc là inbox trên bay của Image đó. dạ Rồi sau đó sẽ được ghi các và bạn nhớ inbox trên 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 bay đi để mình sẽ được cái giá ưu đãi chỉ trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ hôm nay mới được thôi, còn sau đó là giá chính thức trở lại là 1.950.000 chứ không phải là 1.755.000 nữa nha, cho nên là mọi người ủng hộ và vô live stream share rồi đặt hàng trực tiếp mọi trong người một hỏi tiếng quá rưỡi trời luôn. này. Cảm ơn Chị Duy. không đề Hầu cập như giá rồi, khách hàng là người ta sẽ chỉ quan dạ tâm về giá đó chứ chị khuyến mãi thôi chị ơi. ok nãy giờ không cho đi vô sản phẩm thành phần, cứ đòi giá với mua hàng không rồi sau này sao biết để xài. Cái sản phẩm này chúng ta chỉ cần sử dụng 3 đến 5 giọt, chúng ta massage nhẹ và nó thẩm thấu rất là nhanh lên da, chúng ta sử dụng một ngày 1 đến 2 lần sáng hoặc tối đó các bạn ha, thì cái sản phẩm này nó đem lại hiệu quả rất là cao và đã thử nghiệm lâm sàng thực tế rồi á, với 90% đến 100% mọi người đều say yes, sản phẩm này giúp cho sáng da và ức chế melanin và cải thiện cái tông màu da rất là cao. Đó là đây là cái dòng sản phẩm mà hầu như cả thế giới ủng hộ đối với người Việt Nam cũng như người châu Âu hoặc là người da màu bị những cái vấn đề tối da hoặc bị nám da thì 100% sau 4 tuần, sau 12 tuần. 90% sau 4 tuần họ đã thấy là cải thiện về tông màu da rất là nhiều và sau 12 tuần đó Em là cũng 100% đã thấy hiệu quả rất là phải cao. cái file nghiên cứu lâm sàng mà ở Dạ. bên nhãn hàng cung cấp đó, thì đúng là có Dạ. thông tin về sáng da. Thì ví dụ như cá nhân em á, khi mọi người anh camera có hay bắt cận cho sản phẩm giúp em muốn cho mọi người coi cái sự xinh đẹp của tuyệt vời của sản phẩm này cái đã. Thì cái sản phẩm hiện tại mà Duy đang cầm trên tay á là cái serum mới vừa ra mắt và đang có chương trình promotion khuyến mãi trên fanpage của Ismet. Thì giá niêm yết của nó là 1.950.000, nhưng mà tuy nhiên hôm nay thì sẽ giảm giá chỉ còn 1.755.000 thôi. Cho nên nếu mà bạn nào đang tìm kiếm một cái serum mà có chứa 3% tranexamic acid á thì đây, quá xinh đẹp. Thì với cá nhân Duy đó là người tiêu dùng á, thì khi Duy mua một cái mỹ phẩm á thì Duy sẽ care coi thứ nhất là cái chai Duy đang cầm nè nó được thiết kế như thế nào. Tại vì em nghĩ những cái hoạt chất mạnh đi, những hoạt chất mà đi trong dưỡng da hay là những cái như là những cái brand mà phát triển những reactive á, thì Dạ. cái packaging á nó sẽ rất là quan trọng, tại vì Dạ. nó mới bảo quản được cái sản phẩm tốt hay không. Nó không bị Thì anti mọi người có thể oxidant. thấy nhìn ở đây á, nhìn nhiều bạn thì có người ta sợ là ủa cái này là nhựa hay sao, mọi người không, mọi người rất cứng, mọi người như là Chai miễn. miễn. Dạ, Rồi, dạ đây nó Duy là gõ chai mọi người miễn. Dạ. nghe ASMR đúng không? Có, và ở trong này á thì Duy khui ra cho mọi người coi cái phần đây, đây là cái phần nắp nè. Đó. Thấy chưa? Thiết Cái kế sự rất là tinh dài khiết. luôn, nên là Dạ, mọi người dạ. sẽ đỡ nó bị ngắn quá, lấy ít sản phẩm với lại sợ kém vệ sinh đó, thì cái này nó Dạ. sẽ sạch sẽ Dạ. hơn cũng như Rồi là chứ những cái ống serum mà thiết kế ngắn quá sau khi mình xài mà gần hết rồi hoặc là còn 1/3 chai á là mình không có lấy kia xuống dưới được nữa. Đúng Đó. rồi. Dạ. Và nếu mà các bạn nào mà lấy sản phẩm lên thì các bạn sẽ thấy là cái chất gel của nó sẽ như thế này nè. Đó, thì giống như hồi nãy chị mô tả là một chất gel thấm nhanh. Thấm nhanh và Đó, kiểu cái nắp đậy thật rất ra là chắc chắn. cái này thì em thấy là nó thật ra nếu mà nó gel luôn thì không đúng, tại vì nó có độ lỏng với độ chảy rất Serum, rất rất dạ là rõ serum ràng, cho nên phải nước. nói là serum thì nó sẽ Dạ. chính xác hơn. Nhưng Dạ. mà kiểu mình thấy có cái độ bám dính khi mà mình bơm ra, Dạ. cho nên là Dạ. em hay kêu nó là hơi hơi gel một xíu. Chị cũng đã sử dụng 2 chai rồi. Trong hai mọi người xài 3 4 tuần gì không cần biết mà trong có 10 ngày 15 ngày chị đã sử dụng hết một chai. Đó thì cái Chị độ xài thấm kiểu hút đó không ai chơi lại chị. của nhà trồng, ok, cái độ thấm hút của nó rất là nhanh và không gây rít nhờn và để lại cái rít nhờn trên trên da đối với da của người Việt Nam với lại khí hậu đó, thì mình thấy là nóng ẩm sau khi mình sử dụng cái sản phẩm mà nó bị rít nhờn nhiều thì nó dễ bị gây mụn cho da Đúng đó, rồi. thì cái sản phẩm này nó gây rít nhờn, nó không gây rít nhờn và thứ ba nữa là cái chai, cái thiết kế của nó cái nắp đậy rất là an toàn và không bị oxy hóa, bởi vì trong sản phẩm này có thành phần vitamin C và glycolic, thì những cái thành phần như vitamin C nếu như mà
những cái nhãn hàng khác mà sử dụng mà những cái xê nó có nhiều loại đó và người ta không có làm cái nắp kỹ đó thì nó sẽ bị oxy hóa và nó đóng đen lại, vàng tới đen và đóng cục lại đó. Thì cái sản phẩm này mình đã sử dụng trong 2 tháng nay rồi, nó không có những cái vấn đề mà thấy là bị đen trong cái serum hoặc là bị oxy hóa trong cái serum đó. Thì em nghĩ là khi mọi người mua thì người ta sẽ hỏi là ví dụ dùng Tranexamic thì nên dùng ở cái nồng độ phần trăm nào cho hợp lý. Thì ví dụ cá nhân em khi sử dụng thì thường là tức là em hay thắc mắc trong đầu của em là mình nên dùng ở cái nồng độ thấp là 2% trước hay là 3% trước, hay là mình nâng nồng lên 5% luôn. Tại vì hầu như nếu mà các bạn tra những cái sản phẩm mỹ phẩm mà có chứa tranexamic acid dạng bôi thoa nha, chứ không phải là dạng uống hay dạng tiêm nha, cái đó thì bắt uống hay tiêm bắt buộc phải có bác sĩ kê đơn hay là có người hướng dẫn sử dụng các bạn rồi. Còn đối với cái dạng bôi thoa thì em thấy là nó sẽ dao động từ 1, 2, 3, 4, 5, nói chung là có khá là nhiều nồng độ. Thậm chí là em làm một cái bản guideline trên YouTube chỉ mọi người nồng độ này thì có brand nào, nồng độ này thì có brand nào á. Thì cá nhân em thì em vẫn khuyên là nếu mọi người nào thực sự da quá nhạy cảm thì dĩ nhiên phải chọn cái nồng độ thấp hơn. Còn với những bạn nào mà thuộc tiếp da kiểu thiên dầu, thiên khô hay chỉ đơn giản là da đang gặp một cái tình trạng vấn đề gì đó nó không có quá gọi là bùng cháy cái da mình đỏ hoen lên đúng không? Thì rõ ràng là nếu mới đầu sử dụng thì các bạn nên chọn cái dạng này là dạng 3% tranexamic acid, dạng serum nha. Thì hôm nãy thì mọi người cũng thấy là chị Thúy có nói là cái dạng serum thì dĩ nhiên nó sẽ là cái độ cô đặc cũng như là cái độ thấm của nó sẽ cao hơn so với cái dạng gel hay dạng kem dưỡng. Đó là do mà tại sao thường em khuyên mọi người, em cũng khuyên là thôi tranexamic thì cho kiếm mua serum bôi cho chắc, chứ dạng gel đôi lúc nó tạo một cái lớp cản trở như chị nói là tạo một cái màng dầu á, thì nhiều người người ta sẽ sợ bị nổi mụn ẩn hay là kiểu bị bí da. Nhất là da Việt Nam dễ bị bí da, dầu ẩm nhiều đó. Và em á thì cũng có quan tâm một cái điều á là trong này thì các bạn nói là nó có lycoic acid là AHA. Vậy thì giả sử có một bạn nào đó họ muốn tẩy da chết hóa học rồi dùng thêm AHA, BHA thì theo chị là có phải cần thiết phải thêm không, hay là chỉ dùng cái này thôi là nó đã hỗ trợ rồi? Trong đây nó đã có AHA rồi, thật sự là cũng không cần thiết lắm, nhưng nó đối với những cái da nào quá dày sừng, chưa có tẩy tế bào chết bao giờ và ở độ tuổi 40, 50 trở lên mà họ chưa có skin care bao giờ đó, thì chúng ta cũng cần hỗ trợ sử dụng thêm cái sản phẩm có cái thành phần retinol hoặc là để hỗ trợ vô để lấy đi lớp tế bào chết, và chúng ta sẽ thoa tranexamic acid thẩm thấu sâu. Mọi người cứ hỏi em lại cách mua rồi. Cách mua thì đơn giản lắm, để em chỉ mọi người luôn nè. Khách hàng là mình phải nhanh nhạy đúng không? Thì mọi người có thể cái phần comment của livestream á thì mọi người chỉ việc nhắn số 1 thôi, tức là mọi người nhắn số 1, mọi người nhắn sạch tới là nhắn mã sản phẩm đó số 1 thì lập tức thì bên nhãn hàng sẽ có người chăm sóc khách hàng liên hệ các bạn để mua cái sản phẩm này. Nói chung là các bạn chỉ cần comment số 1 thôi. Chỉ cần comment mã số sản phẩm số 1 và sau đó là số lượng của sản phẩm, sau đó là nhãn hàng sẽ tự liên hệ sớm. Nhưng mà nhớ là phải like share livestream thì mới được giảm 10% nha trời. Hôm nay ưu đãi là để like share comment, tại vì lý do tại sao nãy giờ tôi với Comedy thường nhắc like share comment bởi vì chúng ta không được gặp mặt nhau trực tiếp, chúng ta không tương tác. Dạ, chúng ta không có hoạt động tương tác trực tiếp thì bây giờ chúng ta sử dụng online để chúng ta tương tác để đưa sản phẩm này tới khách hàng nhiều hơn, để họ biết nhiều hơn. Đó là cách để chúng ta hôm nay chúng ta được hỗ trợ cái 10% hôm nay. Với lại là hồi nãy là em với chị là vừa đề cập với tranexamic acid rồi nè, lycoic acid nè. Thì hồi nãy là còn hai cái hoạt chất khác cũng khá là nổi bật, thì hồi nãy vitamin C chị cũng nói rồi. Và một thành phần cuối cùng là niacinamide, vitamin B3. Thì cá nhân em thấy vitamin B3 nó luôn là một cái nồng độ rất là phù hợp với những bạn hồi tiếp da dầu. Mà đặc biệt nếu mà em nghĩ, em không biết là chị có để ý kỹ những cái brand phát triển active khác không, riêng em người tiêu dùng cứ mỗi lần em tra niacinamide thì em đều thấy là chai nào cũng là 10%, 15%. Thì riêng cá nhân em thì em thấy là 3-5%, thậm chí thấp hơn là đã đem lại kết quả kiềm dầu cũng như là chống lão hóa và gọi là giảm viêm trên da rồi. Thì mọi người thấy là cái nồng độ như thế này là hợp lý rồi, chứ đôi lúc mọi người đừng có kiểu muốn, tức là nhiều bạn ham muốn. Có người cũng đã ham tranexamic acid sưng cái mỏ gì vậy? Chị thấy là livestream em cũng có bị nè. Đó chị đang nói em đó. Em đã chia sẻ rất là nhiều về tranexamic acid, em đã tham, em đã sử dụng và đã sưng hết cái miệng lên. Em dùng 5% chị ơi. That's why là chúng ta không phải sử dụng thành phần cao, cái nồng độ nó cao là đạt cái hiệu quả, mà tùy theo loại da, và trong cái sản phẩm này nó đã có kết hợp những cái hoạt chất với nhau, chúng ta chỉ cần sử dụng ở mức độ 3 hoặc là 4, 5 đổ lại là an toàn rồi.
Em nghĩ là khi mọi người mua cái sản phẩm hệ nền đó thì trong này thì nó còn có mấy cái chiết xuất thực vật như là chiết xuất cẩm thảo là làm dịu da nè. Hầu như em thấy trong những cái sản phẩm active mà kiểu ABR thì nó là thị trường là sẽ luôn có chiết xuất cẩm thảo. Tại vì nó là một cái kiểu một cái land based, nó là một cái chiết xuất thực vật mà nó làm dịu da khá là tốt. Và có những cái dạng peptide nữa. Mặc dù peptide thì nó luôn là những cái sự tranh cãi về cái khả năng thẩm thấu ở trên da. Nhưng mà tuy nhiên khi mà nó kết hợp với những cái hoạt chất như thế này thì tôi tin chắc rằng là nếu ở đây mà có bạn nào đang gặp phải tình trạng da không đều màu nè, hoặc là đặc biệt em nghĩ nha, cái này sẽ rất phù hợp khi các bạn mua dành tặng cho mẹ hay là những người chị của mình mà U25, U30, U40, U50 á, mà kiểu gặp tình trạng da nám nhẹ hay là sạm da tối màu nè, thì mọi người nên sử dụng cái này. Thì em gai mọi người cách sử dụng đơn giản lắm, buổi sáng nha, rửa mặt xong thậm chí không cần dùng toner luôn, mà do dùng thẳng cái serum này thoa trực tiếp lên da luôn, và trong vòng 1 giây thôi, 2 giây thôi là nó đã khô liền, không có để lại một cái màng ở mà trên nó da không nữa. Cái, nó có thì nãy nó có chiết xuất cẩm thảo gì nên nó có một cái mùi cam rất là dễ chịu nha. Ngoài ra có một thành phần mà Duy chưa mention tới, đó là thấy là tất cả các dòng mỹ phẩm của Image Skincare trước giờ thường xuyên sử dụng cái thành phần đó, đó là rễ chân sâm. Bạn biết là sâm thì nó rất là đặc biệt, nó hỗ trợ cho cơ thể chúng ta cũng như làn da chúng ta có sức đề kháng để chống chọi lại tác nhân của tác hại của gốc tự do cũng như môi trường. Trời, nghe cái là mọi người phải comment IMG1 để có inbox giảm 10% liền nha. Nhớ like share cái live stream này nữa. Và cá nhân em là sử dụng cái này thì giống như chị nói rồi đó, em sử dụng tới tiếp thứ 3 thứ 4 rồi đó. Nếu mà chị thấy được thì chị có thể tặng thêm em để em khỏi phải mua đó mọi người. Mọi người nhớ like share live stream để chị thấy tặng thêm cho Duy ha. Thì cá nhân Duy á, thì khi mà mua một cái sản phẩm á, thì nãy Duy đã chị dùng buổi sáng á, dùng serum mặt xong dùng serum này. Hoặc ra nếu bạn thuộc một tiếp da khô, bạn có thể cân nhắc chọn một cái sản phẩm kem dưỡng khác mà Image thì kem dưỡng rất nhiều, các bạn cũng có thể vào website để lựa chọn. Và nhớ bôi kem chống nắng, tức có nghĩa là Tranexamic Acid này thì mọi người có thể thoa được buổi sáng và nó không có thể là kiểu nó không có làm cho kiểu cái kem chống nắng của mình nó bị vón hay là bị hoặc là bị hay da bị nhạy cảm á, là nó sẽ không nó không bị vón ở trên da đó. Đúng rồi. Thì các bạn biết nếu như da người nào quá khô đó, các bạn sẽ kết hợp order những cái sản phẩm của dòng vitamin C đó, trong đó có Vital C serum nè, hoặc là vitamin C ACE nè, hoặc là Waterburst, cái sản phẩm sản phẩm mà em thấy Waterburst đó nó sẽ giúp cho cái da mình cung cấp một cái lượng nước, giống như nó đưa một cái ngân hàng nước vào da, và kết hợp với sản phẩm này rất là tuyệt vời. Còn đối với buổi tối á, thì Di sẽ khuyên mọi người á, là mọi người có thể sử dụng cái sữa rửa mặt hồi nãy mà ở đây mà hồi nãy là chị Thí vừa đề cập trong đầu clip luôn, nhưng mà một tí thì mình sẽ phân tích sâu hơn cái này. Ở đây thì Di chỉ muốn nói cho mọi người là mọi người có thể dùng cái sữa rửa mặt này nếu mọi người không muốn dùng thêm một cái tẩy da chết hóa học. Tại vì bản chất cái sản phẩm sữa rửa mặt này là nó đã giúp tẩy nhẹ cái lớp bề ngoài ở ngoài rồi, tức là sạch sau bụi bẩn cũng như là những cái mụn đầu đen mà nó sắp tròi tròi còi ở phần mũi á, thì em thấy là nó cũng có thể đẩy lên nếu mà mình kết hợp với cái massage đầu đen. Và sau đó thì đó, giống như nói là mọi người thậm chí chẳng cần phải dùng toner mà mọi người apply thẳng serum Tranexamic Acid luôn. Cá nhân Duy thấy serum Tranexamic Acid nó sẽ đạt được cái hiệu quả tốt nhất khi mà mọi người thoa trần, tức là mọi người bôi thoa trực tiếp chứ không phải là mọi người laser hai cái niacinamide serum nào đó, cái laser thêm vitamin C, không. Mọi người cứ thoa đúng một cái này thôi là đã ok rồi. Và thường là Duy tới đây á, là thường là Duy chỉ cho mẹ Duy là ngưng luôn, đừng thoa thêm. Chứ khi nào mà mẹ Duy mà kiểu da bữa đó khô lắm hay là thời tiết hanh khô lắm thì em mới kêu mẹ có thể dùng thêm kem dưỡng hay dầu dưỡng thôi. Chứ em thấy là hiệu quả nhất là thoa trần, cái này là nó sẽ ok nhất ở trên da. Với lại là thường á thì mới là sử dụng á thì Duy khuyên mọi người là nên sử dụng ở cái tần suất là mỗi tối trước. Rồi sau hết một tuần để da của mình nó quen dần á thì mình muốn tăng cường cái hiệu quả thì mình dùng sáng tối luôn. Và ít nhất là mọi người phải dùng từ 4 tới 8 tuần, tại vì trong nghiên cứu lâm sàng là đã nghiên cứu là từ 4 tới 8 tuần rồi. Cho nên ở đây nếu mà 4 tới 8 tuần á thì sẽ dao động là khoảng 2 chai này. Tại vì một chai này 30ml là dùng khoảng 3 tuần rồi. Thì mỗi lần dùng thì mọi người sẽ dùng từ 2 tới 3ml. Và khi mọi người, tức là bạn nào mà comment 2 chai thì các bạn chỉ cần comment IMG1 thôi thì nhãn hàng thì sẽ inbox riêng để tư vấn các bạn cái cách để đặt hàng cũng như là cách thức thanh toán này nọ kia. Và 2 chai tức có nghĩa là mọi người sẽ dùng khoảng em nghĩ nha là khoảng 6 tuần. Vì nếu mà có một số bạn họ sẽ thoa sáng tối nữa. Chỉ xài 4 tuần thôi. Chứ họ chỉ không ý là có những người họ xài sáng tối luôn thì nó sẽ rất là hao, nên là
Đó là do mà nếu mà các bạn nào xác định là để trị mà để hiệu quả nhất thì Di vẫn thấy hai chai là cái lựa chọn phù hợp Là rồi. mình đạt cái mong muốn của mình. Ừ, Dạ, có nhiều nhưng bạn xài ít quá không đủ, hoặc là một chai đó một ngày sức có thoa có một giọt thôi, mà kéo dài trong một sản phẩm kéo dài trong 6 tuần hay là 5 tuần gì đó rồi nó là không hiệu quả, cái thì đó cái là đó mọi là người bị thoa quá dạ ít đó thì quá nó ít. lại không đủ Dạ cover cái da của mình. Với dạ lại là em cũng thấy là ví dụ như là nếu mà bạn nào họ đó là thật ra nếu mà mình như thế này mình quá ép mấy bạn phải mua hai chai, giả sử bạn nào chị họ muốn thử nghiệm trước đã để thử dùng một chai coi có kích ứng không đã, có ổn không đã rồi mới mua chai thứ hai đúng không, thì em nghĩ là thật ra nếu mọi người chỉ mua một chai để sử dụng cho biết á thì thật ra cũng được, nhưng mà khi sử dụng thì mọi người có thể kết hợp thêm một số những cái hoạt chất khác, ví dụ cũng có thể dùng thêm tẩy da chết AHA, BHA, nhưng mà nếu mà sợ cái việc kết hợp thêm tẩy da chết chuyên sâu nữa, tại vì bản thân cái này nó đã có AHA rồi mà còn kết hợp thêm một cái loại AHA, BHA mà nó ở nồng độ cao quá thì nó rất là dễ gây bong chóc hay Bong gây chóc và mứa kích da, ứng da thì và thay vào ảnh đó hưởng. mọi người có thể đơn giản là dùng cái sữa rửa mặt chung dòng mới ra Illuma này thôi, tại vì Dạ, nó chỉ cũng cần rửa đã sạch da, nó lấy tế bào chết sạch và chúng ta thoa cái này là nó thẩm thấu đủ rồi. rồi tức Nếu là mà buổi xài tối ít á, hai nó bị bước là over. trời xong xuôi ngủ sớm luôn không mọi người, Dạ, không có không cần phải mất ngồi nhiều thời laser gian, không kiểu cần phải toner, không cần phải mấy lớp skincare. Thời buổi hiện đại bây giờ chúng ta chăm sóc da là phải nhanh gọn, để chúng ta còn phụ nữ chúng ta còn hiện đại chúng ta còn làm nhiều việc khác, chúng ta còn chăm sóc con cái, chúng ta còn đi chơi, chúng ta còn tâm rất sự nhiều với thứ trong chồng cuộc mình nữa sống chứ, phải lo đúng mọi không? người. Ngồi mỗi lần mỗi buổi Hết tối nhiều layer quá, ông chồng nhìn vô mặt thấy là cũng sợ rồi. dám hùng luôn. Với Đó. lại là kiểu mọi người cũng tức là mọi người hỏi cách thức mua hàng mà vài luôn Hồi nãy giờ điện thoại chị cũng nổ luôn, mua hàng như thế nào và đặt như thế nào. Nãy giờ mình và Comi cũng nhắc rất là nhiều, cứ vô thẳng fanpage của Image Skincare và website của Image Skincare, hoặc là cách thức trong cái livestream này trong luôn hả? livestream này luôn. Các bạn chỉ cần cách thức mua Comment hàng comment lên là mã số IMG1 khoảng cách một IMG1 cái cộng khoảng rồi cách số lượng rồi sản số lượng phẩm. sản phẩm xong. Ví Dạ. dụ các bạn mua 5 đi, 10 mua 5 đi, chai, năm thôi 5 chị, khoan mua chai là đại lý mua luôn rồi 2 hay đó. 5 gì đó tặng cho bạn bè, tại vì chỉ có ngày hôm nay mới được giảm giá 10%. Nhưng các bạn, một điều quan trọng nữa là số lượng có hạn, vì bởi vì nhà cung cấp không đủ sản phẩm để cung cấp, cho nên chúng ta Xui. phải Nhanh tay nhanh nhanh tay tay. trong ngày hôm nay, qua những ngày khác là chúng ta sẽ không còn nữa, cho nên là chúng ta phải nhanh tay hơn nhé. Dạ, Ok. thì em nghĩ là ở đây thì cũng sẽ có một số bạn họ cũng muốn thử nghiệm, thì em Dạ. nghĩ là một tí sau khi review này xong á thì em với chị sẽ đặt cho các bạn một cái câu hỏi rồi Ok. mình trả lời sau, nhưng mà ở đây thì có lẽ là em sẽ tóm tắt sơ lại cho mọi người một cái sản phẩm này một lần cuối để mọi người hiểu chức năng, tại vì có thể là số lượng mắt xem livestream nó vừa tăng, có nghĩa là một số bạn mới nhào vô vẫn chưa biết em đang cầm cái này là cầm gì, thì Ok. camera cho em xin bất cận sản phẩm một lần nữa ạ. Ok. Không có quảng cáo nha mọi người, khúc này là rất là tự nhiên nha. Thì nói chung là Duy sẽ tóm gọn cho mọi người để mọi người hiểu là từ nãy giờ Duy và chị Thúy đang chia sẻ về sản phẩm gì thôi. Thì cái sản phẩm mà hiện tại Duy đang cầm trên tay rất là xinh xắn, trắng, đi chữ lai tím như thế này là sản phẩm mới ra mắt của nhà Image Skincare, là sản phẩm Illuma chứa 3% Niacinamide Acid. Ngoài ra trong sản phẩm này thì nó còn có AHA nè, Niacinamide cũng như là những cái thành phần vitamin C, chiết xuất cam thảo, peptide và những cái thành phần blend thực vật khác giúp hỗ trợ kiểu trị nám nè, làm sáng da, phù hợp với những cái nhóm đối tượng nào mà da đang xỉn màu, bị sạm da do đi nắng hay do tuổi tác hay là do mình không có biết cách dưỡng da cho hợp lý á, thì với một cái bước này thôi là mọi người đã không cần phải sử dụng thêm những cái sản phẩm tẩy da chết hóa học khác rồi, mà nó đã có thể điều trị trên da mọi người rồi. Và hiện tại giá mở bán chính thức, giá niêm yết có trị giá là 1.950.000 cho dung tích 30 ml. Riêng với những bạn nào mà đang xem cái livestream hôm nay của Duy thì mọi người sẽ được giảm 10% chỉ 10%. 1.755.000 thôi. Và cái cách Ok. thức đặt hàng vô cùng đơn giản thôi, là mọi Dạ. người chỉ cần comment IMG cộng với một cái khoảng cách, tức là dấu cách đó mọi người, và cái số lượng sản phẩm mọi người muốn đặt, ví dụ như là IMG2 tức là Duy sẽ đặt hai chai kiểu vậy đó, thì các bạn chỉ cần đặt thôi thì bên nhãn hàng sẽ sớm liên hệ cũng như là tìm cái cách thức thanh toán cho mọi người. Thì bây giờ thì mọi người chắc cũng đã nghe em overall lại rồi và chị cũng Sau đã đó nói mình rồi. sẽ chơi cái mini game Dạ, cho cho mọi người một câu hỏi nha. Các bạn nhớ là cái mini game này chúng ta chỉ có thời gian là 30 giây để trả lời thôi. Cho nên các bạn thật nhanh tay để bấm cái đáp án của mình để nhận được cái phần quà mà từ nhà tài trợ, từ nhãn hàng nha. Dạ. Các bạn đã sẵn sàng Chưa, bây chưa? giờ để em giải thích cho mọi người luật chơi, còn Ok. chị là em sẽ đặt câu hỏi ha. Ok. Thì luật chơi nó sẽ như thế này, thì
sẽ có một cái box câu hỏi hiện lên gồm 4 đáp án A, B, C, D. Thì ở đây á, khi mà chị Thí vừa đọc xong câu hỏi thì mọi người sẽ có 30 giây đếm ngược. Thì 30 giây này là mọi người phải nhanh tay comment. Bạn nào mà comment đúng á, thì nhãn hàng sẽ chọn ra hai bạn để trao tặng cái sản phẩm này. Và dĩ nhiên tới những cái sản phẩm review sau thì vẫn có phần mini game này luôn. Cho nên là mọi người nhớ nhanh tay ha. Nhanh tay và chú ý nghe nãy giờ description của sản phẩm như thế nào để có những cái câu hỏi chính, câu trả lời chính xác nhất. Các bạn sẵn sàng chưa? Rồi, em nghĩ là bây giờ câu hỏi bên ban tổ chức sẽ sắp xếp câu hỏi ha. Dạ. Và câu hỏi này thì Duy sẽ tiết lộ cho mọi người á là nó sẽ về phần trăm một cái hoạt chất mà từ nãy giờ Duy với chị Thi đã nói đi rất nhiều lần rồi. Dạ. Nếu mà mình chậm tay á thì mình lít lên nhãn hàng để mình coi thông tin sản phẩm thì bây giờ câu hỏi sẽ xin phép hiện ra. 3 2 1 Rồi, chị Thi đọc nha. Các bạn lưu ý Transamide Acid được áp dụng trong Illuma Intense Facial Illuminator có nồng độ là bao nhiêu? Bao nhiêu phần trăm nha? Bao rồi 30 giây đếm ngược nha. Comment nhanh lên mọi người. Khúc này là phải nhanh tay nha, buông đáp án liền luôn. Tại vì trong này á thì mọi người thấy là có 4 đáp án. Chị còn hồi hộp. Chị chưa đọc. Mình có 4 đáp án. Đáp án thứ nhất, số 1 đó là 1%, đáp án thứ 2 2%, đáp án thứ 3 3% và đáp án thứ 4 là 4%. Rồi. Các bạn ơi nhanh tay lên nhé, mình chọn đáp án 1, 2, 3, 4, 1%, 2%, 3%, 4 và phần trăm. Chúng ta đã hết giờ thời gian rồi. Rồi thì vậy đáp án chị tiết lộ luôn cho mọi người biết đáp án ha. Dạ. Có ai đã trả lời đáp án chưa? Đáp án đúng đó là 3% các bạn ha. Vậy okay. Có nghĩa là trong sản phẩm này thì sẽ có 3% Tranexamic Acid, nó sẽ hỗ trợ những cái vấn đề như làm sáng da hay trị nám. Và đặc biệt là trong hỗn hợp này thì nó còn có AHA, là vitamin C, hay là một số cái chiết xuất cam thảo hay là peptide giúp làm dịu da và phục hồi. Và giá mở bán hôm nay thì giá niêm yết là 1.950.000. Nhưng mà trong cái livestream này thì mọi người sẽ được giảm 10%. Và chúc mừng những cái bạn nào mà đã đúng đáp án 3%. Thì em nghĩ là chị cũng sẽ công bố tên của hai bạn may mắn. Thì không biết là bên ban tổ chức có thể cho em hỗ trợ tên hai bạn. Hỗ trợ tên hai bạn may mắn nhất không ạ? Dạ không ạ. Hoặc là nhãn hàng cũng có thể ghim comment của các bạn lên nếu các bạn nào nhanh tay. Rồi chị đọc tên hai bạn ha. Bạn thứ nhất là Trung Dương. Trung Dương ơi, chúc mừng em. Bạn này là nhanh nhất luôn, mới đứng ở top 1 nè. Bạn này top 1 thứ hai là Sô-cô-la. Chúc mừng Sô-cô-la. Trung Dương là bác sĩ da liễu nha. Ok. Thôi bác sĩ da liễu thì mua đi. Mua đi mọi người, đừng cho live stream. Trung Dương ơi. Để cho fan những bạn theo dõi gì mua chứ đúng không? Ok, thôi mà lỡ chơi rồi cũng phải cho người ta chơi chứ. Rồi, thì nói chung là mọi người thấy không, kiểu rất đơn giản, hỏi câu hỏi mọi người chỉ cần nghe kỹ đúng những cái key nào về thành phần mà nãy giờ Duy với chị Thí đề cập. Chúng ta còn rất là nhiều, còn những cái câu hỏi tiếp theo nữa, nhiều nữa đó, chứ các bạn chú ý lắng nghe. Và chúc mừng hai người trúng thưởng đầu tiên đó là bác sĩ Trung Dương và người thứ hai đó là Sô-cô-la. Ok, trời đặt cái tên dễ thương dễ sợ. Sô-cô-la so sweet. Thì cá nhân em á, ví dụ là một người tiêu dùng thì em tức là thì nãy em cũng giải thích với chị rồi, là cái lý do mà em không có dùng Tranexamic, tức là không có dùng retinol nữa mà chuyển qua những cái thế hệ nhẹ hơn, ví dụ như là dạng este hoặc là những dạng bọc. Và bản thân em á thì cũng sẽ có những bạn fan cứ hỏi em là ví dụ như là em dùng những cái dạng rề bọc hay là những cái dạng reactive retinol thì em vẫn chưa thấy cái hiệu quả về sáng da. Và em có thể nâng lên một cái nồng độ nào đó hay là chọn một cái hoạt chất nào đó có thể thay thế hay không? Thì em lập tức recommend mọi người là cho đến mức xét liền. Dạ, thì bây giờ em có thể chia sẻ cho mọi người biết được á, em so sánh giữa khi mà em xài retinol hoặc là hydroquinone với Tranexamic Acid thì nó có những cái khác gì và những ưu khuyết điểm gì với nhau để cho khách hàng có thể có những cái lựa chọn. Thì đầu tiên em phải nói là khi mình dưỡng da thì đầu tiên là ngoại trừ cái skin type, cái loại da, thì mình cũng phải coi cái thời tiết tại cái đất nước mình sinh sống nữa. Thì các bạn nào mà sống ở Việt Nam thì thời tiết đa số là nóng quanh năm, mà hầu như nếu các bạn để kỹ những cái dạng hydroquinon hay những dạng retinol hay là những dạng butin trên thị trường mà ở nồng độ mà có thể đạt được cái hiệu quả dưỡng da trick sau một chút á, thì đa số là ở dạng kem. Mà với những cái dạng kem là những dạng nó khá là dễ gây bí và gây rít da với một số bạn. Lóc là họ sợ thoa mỹ phẩm á, đặc biệt là khi mà ở đây mà bạn nào mua mà
dành tặng cho mẹ hay là những người chị gái hay là những bạn gái xinh đẹp của mình mà kiểu U25, 30, 40 á, thì Di cũng tin chắc rằng á, là những cái bạn này khi mà da họ bị nám á, là chẳng qua trước hay là bị sạm màu gì đó, trước giờ họ không biết dưỡng. Cho nên nếu mà mọi người chỉ một cái sản phẩm mà nó quá khó thoa thì em nghĩ là mọi người cũng không có đủ cái sự siêng năng để thoa mỹ phẩm á chị, hiểu không? Tại phải là dơ quá nhiều bước luôn. Cho nên em thấy là về cái khuyết điểm của những cái hoạt chất hiện tại có trên thị trường đó là đa số nó ở phải ở thể thể kem thì nó mới thẩm thấu cao cũng như là hiệu quả trên da. Riêng với Tranexamic Acid á thì cái ưu điểm của nó là ở thể serum, đặc biệt là của brand này thôi, chứ những brand khác thì vẫn có dạng gel, dạng kem. Do thì ở cái thể 3% này thì ở dạng serum thì nó sẽ có khả năng thẩm thấu nhiều nhất. Duy nghĩ cái khuyết điểm của nó so với những cái hoạt chất khác là mọi người phải sử dụng ở một cái thời gian dài hơn. Cho nên là đôi lúc kiểu mọi người không có đủ cái sự kiên nhẫn. Khi mọi người mới dùng một chai mới 3 tuần thì mọi người nói ủa sao nó chỉ mới hơi căng căng sáng da thôi, sao nó vẫn chưa khắc phục được cái tình trạng nám nhẹ trên da. Trời ơi, nó thiệt, cái khi mà da mọi người bị nám á là chứng tỏ là mọi người đã mấy chục năm hay là mấy năm mọi người không dưỡng da rồi, mọi người không thể đòi, tức là mọi người đã hại da mọi người 5 tới 10 năm rồi, mọi người không thể đòi một cái hoạt chất mà một tháng là hết được. Cho nên Duy chắc chắn rằng là khi để hiệu quả nhất á thì mọi người vẫn phải coi bôi thoa thêm một số hoạt chất kết hợp, cũng như là dùng với một cái tần suất và liều lượng nhiều hơn. Ví dụ như nãy em với chị gợi ý là dùng cả sáng và tối và dùng liên tục ít nhất là 2 tháng, có thể có khi là lên đến 3 chai với những bạn nào mà còn apply cho cả cổ nữa. Thường thì mọi người cứ điều trị nám là apply, phụ nữ đa số cứ tập trung vô mặt, không để ý tới vùng mắt, vùng cổ. Thì sau này chúng ta thấy là những cái nhìn vô cái cổ là biết là cái tuổi tác liền lão hóa rất là cao. Đó thì với em thì em thấy là cái Tranexamic Acid này nó có thể thay thế một cách an toàn cho làn da trị nám hay không? Nếu mà gọi để thay thế hoàn toàn thì em tin chắc là không có cái sản phẩm nào nó có thể thay thế cho sản phẩm khác được. Tại vì mỗi cái nhóm sản phẩm á, nó được xây dựng ra để phục vụ một cái nhóm đối tượng và những làn da khác nhau. Riêng với những bạn nào mà đã trước giờ làm sáng da hay trị nám bằng hyaluronan từ những bác sĩ họ kê to, hoặc là từ arbutin hay là từ vitamin C hay là từ retinol á, thì hầu như là cái ưu điểm của nó là ok, nó có thể diễn ra cái quá trình kiểu thay da sinh học nhanh, hoặc là da của mình phát lên rất nhanh, nhưng mà sau đó thì khuyết điểm là nền da nó sẽ khá là bị đỏ. Và thật ra thì trên thị trường thì mọi người cũng không phải dễ dàng để chọn đúng một cái sản phẩm nào đó mọi người có thể cái nồng độ để hợp lý trong mỹ phẩm á. Cho nên là đó là những cái nhóm đối tượng đó, thì tức là những cái nhóm đối tượng nào mà các bạn phải có nhiều cái trải nghiệm về thành phần nè, các bạn phải biết căn chỉnh cái liều lượng hợp lý và tìm hiểu cái cách xử lý khi mà bị tình trạng đó, thì mọi người mới nên chọn cái hoạt chất đó. Còn riêng với Tranexamic Acid á, sẽ hướng với những cái đối tượng nào mà mọi người đang muốn tối giản skincare nhưng vẫn muốn hiệu quả. Tối giản skincare đây gì không phải tức là bỏ không skincare nữa, tối giản ở đây chỉ là mình đơn giản hóa các bước lại, rút ngắn các bước lại, thoa trần nhưng mà cực kỳ hiệu quả. Ví dụ như thường trên thị trường em nghĩ lúc nào người ta cũng sẽ là rửa mặt xong toner, lotion, serum, rồi sau đó tới kem dưỡng 4-5 bước buổi tối, thì liệu em nghĩ nhầm khi là 6 bước lotion hay toner là đã không thể thấm được trên da nữa rồi. Những bước sau khi nó gây vón, nó gây khắc kỳ và thậm chí là mọi người không dễ bị bí tắc, gây nổi mụn ẩn nữa. Thì Tranexamic Acid nó sẽ là một cái hoạt chất dành cho những bạn nào mà muốn bôi thoa trong một cái khoảng thời gian dài, từ từ, chậm mà chắc. Mà chắc, an toàn, không có gây, không có gây những cái tình trạng kiểu đỏ nè hay là kiểu đỏ, bong chóc. Cái bong chóc là ít cực kỳ xảy ra luôn, sạm da trở lại. Tuy nhiên thì cũng chọn ở nồng độ là 2-3% là hợp lý rồi, đừng có mới vô mà tẩy máy giống Duy Linh 5% là cái mo nó sẽ bị sưng nha. Sưng đây là do là có nghiên cứu là một số người họ bị sưng cái mo vô dùng nồng độ quá cao, thì thật ra sưng đây nó cũng không phải chù dù lên như là mình mới bị bơm mo hay đâu đâu, mà nó chỉ là hơi ẩn, hơi kiểu hơi bị nhô nhô, hơi chua chua một xíu đó mọi người. Kiểu sexy rồi. Mọi kiểu sexy á. Thì sau đó thì vài ngày thì nó cũng giảm thôi, nhưng mà an toàn nhất thì dùng 3%, tại vì em thấy là 3% Tranexamic Acid là đã có nghiên cứu tương đương với cái việc mà điều trị da bằng 2% hyaluronan trên thị trường rồi. Cho nên là đã có nghiên cứu lâm sàng như vậy rồi thì đã không có lý do gì. Đã có nghiên cứu lâm sàng và nó cũng không có mang lại những cái biến chứng sau khi mà chúng ta sử dụng lâu dài. Hyaluronan sử dụng lâu dài là sẽ bị đen hơn. Thì cái khuyết điểm duy nhất hồi nãy Di nói là tại vì nó sẽ bị diễn ra một quá trình lâu hơn, tại vì nó chậm mà chắc mọi người. Cho nên là nếu bạn nào đang gọi là tìm những cái sản phẩm mà có chứa Tranexamic Acid có trên thị trường, chị thấy là có quá khá nhiều người đặt câu hỏi cho Komi và chị, để em cũng coi nha. Em coi. Thì mọi người hỏi cách thức mua hàng thì hồi nãy là có ghi một người cái bình luận rồi á, mọi người comment in mọi người cách cái số lượng thôi là xong rồi, tại vì em nghĩ là mọi người sẽ quan tâm, ý là mọi người kiểu muốn thử và muốn try, tại vì thường là
lúc mà em làm trên YouTube là em cũng thấy là mọi người hỏi mua ở đâu, mua tại đại lý nào, kiểu em cũng không biết là nên kiểu giới thiệu cái đại lý nào nữa, tại vì em mua lại mua ở phòng khám luôn đó. Có người hỏi, đặt câu hỏi cho Komiji. Rồi, Hydroquinon trong việc điều trị nám như Komiji đã nói thì Genomics có được coi, gì ạ? Có coi là một sự lựa chọn thay thế an toàn hay không? Dạ, câu thì hỏi chắc chắn là có nha mọi người. Nhưng mà tuy nhiên Di nói rồi đó, tức là mỗi cái phương pháp nó đều có ưu khuyết điểm. Tức là một cái vấn đề chứng tỏ nó phải khó khắc phục lắm. Dạ. Cho nên bác sĩ hay là dược sĩ, những người điều chế họ mới kê tho hay là chọn hay là sản xuất ra nhiều những cái loại hoạt chất khác nhau. Tức là vấn đề trị nám rất khó, lý do mà tại sao người ta phải tạo ra nhiều cái hoạt chất để phù hợp với nhóm đối tượng da. Thì như nãy Di tóm tắt rồi đó, Genomics là một cái bước tiến để giúp cho mọi người tối giản hóa skincare nhưng vẫn đạt được hiệu quả. Và nãy thì cũng có một cái tip nhỏ là Di nói là cứ hiệu quả nhất là thoa sáng tối cùng lúc. Nó hơi hao, một xíu thôi mọi người. Nhưng mà với 1.755.000, ví dụ mọi người mua 2 chai đi, thì mọi người có thể tặng mẹ mọi người một chai, mọi người sử dụng một chai. Rồi nếu mà các bạn nào mà mình gọi là điều kiện tài chính ít thì ok, mọi người cũng không cần phải kết hợp thêm sữa rửa mặt hay kem dưỡng với Image, mọi người có thể mua cái giá sản phẩm ở brand khác rẻ hơn. Tuy nhiên cái hoạt chất tiếp chính điều trị chính trong này thì mọi người vẫn phải chọn là Genomics Acid 3%. Chứ không thể nào mà mọi người cái hoạt chất kiểu dưỡng da chính hiệu quả nhất mà mọi người lại chọn một cái sản phẩm nó bình dân, thì rõ ràng nó sẽ không có đủ công nghệ hay là nghiên cứu lâm sàng để đạt được cái hiệu quả trên da. Và giống như nói, thời tiết, khí hậu, mọi thứ ở Việt Nam của mình thì dùng thể serum 3% là em thấy ok nhất rồi. Đây là câu hỏi của Komiji. Chị cũng có một số người đặt câu hỏi, cho chị trả lời câu hỏi tiếp theo. Với khí hậu và thời tiết ở khu vực cận nhiệt đới thì sản phẩm Illuminator có phù hợp với làn da của người Việt Nam hay không? Thì nãy giờ Duy cũng đã Duy cũng đã giải thích rất là rõ cho mọi người với thành phần 3% của Transamic Acid thì nó rất là an toàn. Thứ hai nữa, trong cái ingredient, thành phần của Transamic Acid, nó không có gây bong tróc, không có gây sưng đỏ, để cho cái da mình nó không có bị kích ứng với môi trường khi khí hậu khí hậu mình nóng nè, hoặc là bụi nó ô nhiễm môi trường, thì nó không có làm bong tróc lột tẩy da, hoặc là nó không có làm đen da đối với người của người châu Á, bởi vì cái thành phần mà 3% đó, với nồng độ 3% thì nó khá là an toàn, nó không đẩy cái màu da lên. Để với lại có một bạn cũng hỏi là có thể thay thế được retinol hay không. Ok. Em trả lời hay chị trả lời? Em nghĩ là trên em chị cùng trả lời đi, em nghĩ là sẽ có những cái quan điểm em chị cùng nhau. Ví dụ như em thấy á, dĩ nhiên là sẽ không thay thế được retinol, nhưng mà cũng không có lý do gì đã không muốn đỏ da bong chóc mà lại đi kết hợp chung retinol cả. Cái lý do mà cái hoạt chất này nó được tạo ra là một phần hướng tới yếu tố nhẹ dịu trong cái việc điều trị, tức là thời gian nó sẽ lâu hơn nhưng nó hiệu quả. Cho nên là mọi người ấy là đã muốn không có bị bong chóc, muốn cái tính thẩm mỹ cao muốn trên da, an toàn trên da, không có bị dễ bị bong tróc đỏ kích ứng khi đi ra đường, và khi mà bong tróc thì nó để lại những cái hệ lụy khác, ví dụ như là chúng ta bị rát da, nhạy cảm hơn, và da chúng ta dễ bị kích ứng hơn, và sau đó màu da nó sẽ đẩy lên và chúng ta dễ bị nám hơn. Đó, với những người nào làn da người ta họ dày sừng nhiều đó, retinol vẫn là một ưu thế đặc biệt, ưu điểm để chúng ta kết hợp để điều trị đó. Retinol tính năng của nó là điều trị lão hóa da. Với những người nào ở khoảng 40 trở lên, 50 trở lên chưa chăm sóc da, chúng với ta cần là phải kết hợp. Có một bạn cũng hỏi như thế này, bạn Thanh Phong, bạn hỏi là cho em hỏi để trị nám thì có nhất thiết phải trải qua giai đoạn bong chóc đỏ rát không? Tại em nghe nói những sản phẩm treatment khác thì hầu như đều đem lại cảm giác bong chóc, chăm chít đỏ rát. Tức có nghĩa là bạn này nói là cái cảm giác bong chóc chăm chích thì có phải như vậy thì nó sẽ hiệu quả đạt hiệu quả cao hơn? Không phải sản phẩm nào cũng bong chóc đỏ rát thì nó phải mới đạt, tùy theo loại nám nữa, tùy theo loại nám và tùy theo cái thành phần của nó, cái tính năng của nó thẩm thấu vô da nó như thế nào nữa, chứ không phải sản phẩm nào cũng làm bong tróc là hiệu quả. Bong tróc sẽ làm cho mỏng da, hư da nhiều hơn. Và những cái sản phẩm mà có nghiên cứu lâm sàng, ví dụ như ngay cả cái dòng peel của Image Skincare đi, là peel chemical peel, là em có clip peel da đó, có nhiều bạn cũng coi rồi. Okay. Cái peel da của Image Skincare là dòng là để bong tróc, nhưng không phải lúc nào cũng bong tróc. Dòng peel của Image Skincare đó là sản phẩm bong tróc, nhưng nó sẽ bong tróc theo chu kỳ thay da của mình từ 28 đến 30 ngày, chứ không phải là lúc nào bỏ thuốc vô, bỏ ingredient sản phẩm vô là da cũng bong tróc, thì làm cho cái da mình nó bị mỏng, bị yếu. Tức là mọi người thấy là bản thân nhãn hàng Image Skincare thì họ cũng đã có sản phẩm peel da để trị nám bong tróc rồi, nhưng mà họ vẫn muốn tạo thêm một cái hoạt chất khác, tại vì mỗi nhóm đối tượng họ sẽ có cái nhu cầu điều trị khác nhau. Tại vì ví dụ da bong tróc rồi sao đi ra ngoài gặp khách hàng, hay là sao mà đi văn phòng, hay là đi
tiếp đối tác được, nó rất là kỳ, rất là mất thẩm mỹ. Bông tróc thì cũng phải có thời gian để cho da nghỉ ngơi, chứ không phải lúc nào cũng tróc da lên hết thì làm sao mà cái da chúng ta nó tái tạo lại được thì để nó có cái nói về cái tróc này thì cũng có một bạn tên là đây hỏi là sau các phương pháp như laser, lăn kim hay là peel da hay điều trị nám á, thì mình có thể kết hợp thêm sữa rửa mặt hay không? Thì chắc là mọi người muốn đề cập tới cái sữa rửa mặt tiếp theo thì em nghĩ là chị chắc là giải thích cho mọi người sâu hơn về cái sữa rửa mặt cái mà sữa cũng rửa ra mắt mặt trong lần này. Họ đang hỏi về cái sữa rửa mặt này có cái những cái hạt tre trong đó nó có làm cho bị rát da, đỏ da sau khi mà sử dụng laser xong. Thì các bạn ơi, sữa rửa mặt của mình sau khi mà chúng ta laser xong, ví dụ như chúng ta lăn kim hoặc chúng ta sử dụng CO2 fractional đi ở ở mức độ nào ha, laser ở mức độ nào, thì những cái mức độ mà sâu quá, đi ở mức độ sâu ở cái tần suất hoặc là cái sóng laser nó sâu á, thì chúng ta nên ngưng khoảng 5 ngày đến 6 ngày là xong, chúng ta có thể sử dụng được nó. Còn những cái laser nhẹ như toning hoặc là những cái nhẹ nhàng thôi thì chúng ta vẫn sử dụng bình thường, bởi vì những cái hạt ở trên đây là những cái hạt cầu cảm biến từ tre đó, nó chúng ta massage nhẹ nhàng và nó sẽ tan ra, chứ không phải là những cái hạt hóa chất mà chúng ta từ trước giờ chúng ta sử dụng, những cái tẩy tế bào chết, những hạt group rất là to và chúng ta massage hoài nó vẫn còn nằm trên đó thì nó gây rát da. Còn cái hạt cảm biến cầu tre này nó sẽ làm cho cái da mình nó nhẹ nhàng lấy đi cái tế bào chết và nó sẽ tan theo lúc chúng ta massage. Và trong cái sữa rửa mặt này nó còn có những cái chiết xuất từ nấm nè, nhân sâm nè, rồi những cái hoạt chất làm sáng da để hỗ trợ cho chúng ta trong cái việc điều trị nám. Không có gây rát đâu mọi người. Không gây và nám, rát Duy da. Và cũng nhờ các anh Caramel có thể zoom sản phẩm tặng tay cho các bạn coi cái dòng sản phẩm sữa rửa mặt mà Duy đang cầm trên tay mới ra mắt của nhãn hiệu Image Skin Care như thế này. Thì ở đây thì mọi người thấy là một cái tip như thế này thì là 113g. Thì cá nhân em thấy ở cái dung tích này thì có lẽ là mọi người sẽ dùng trong thời gian là khoảng 1,5 tháng. Với bạn nào mà kiểu dùng với một cái tần suất là 4 tới 5 lần một tuần. Tại vì sẽ có bạn dùng ít, có bạn dùng nhiều thì một tí cái tần suất thì Duy sẽ nói sao. Nhưng mà ở đây chính là cái sản phẩm Duy cầm trên tay. Và hồi nãy là chị có nói cái phần những cái hạt. Và những hạt trong này thì Duy sẽ bơm đây cho mọi người coi. Thì mọi người thấy kết cấu của nó sẽ có những cái dạng hạt như thế này. Thì những cái hạt này mọi người yên tâm, nó sẽ không có gây xước da cho mọi người. Tại vì khi mà massage lên da thì nó sẽ kiểu giống như là nó bỏng nước, nó vỡ, nó giãn, tức là nó có một cái sự gọi là đàn hồi kích thích để cho nó đừng có bị xước da như những cái sữa rửa mặt hay là những cái sản phẩm rub mà hiện tại đang có trên thị trường á. Thì Duy tin chắc rằng nếu mà bạn nào đang tìm kiếm một cái sữa rửa mặt mà có khả năng tẩy da chết để kết hợp vào cái này thì cũng khá là ok. Thì hồi nãy thì chị có nói là nếu mà mình chỉ hơi kem chống nắng thì thật ra là mình thậm chí là mình dùng cái này mình rửa luôn á thì nó vẫn có thể làm sạch da. Nhưng mà giả sử nếu mà bạn nào mà có makeup chẳng hạn đi thì Duy vẫn khuyên là mọi người phải tẩy trang trước đó rồi sau đó mới sử dụng cái sữa rửa mặt này để đạt được cái hiệu quả chuyên sâu. Còn nếu mà bạn nào mà sợ cái vấn đề mình massage mà mình có thể gây xước da thì mình vẫn có thể kết hợp thêm máy rửa mặt hay là những cái miếng mút kiểu chà rửa da thì nó vẫn có thể làm sạch sâu từng cái phần bã nhờn, sợi bã nhờn hay là những cái dầu thừa trên da của mình, rồi giúp lỗ chân lông mình nó cũng trở nên thông thoáng hơn. Từ đó thì những cái bước dưỡng da tiếp theo thì nó cũng đạt ok hiệu quả hơn. Cao hơn. Mặc ra em nghĩ là khi mọi người dùng một cái sản phẩm mà sữa rửa mặt á thì mọi người sẽ sợ nó bị rát, bị đỏ hay là bị khô căng quá. Thì mọi người yên tâm, cái sữa rửa mặt của mình khi mà rửa xong á, da nó sẽ căng theo kiểu glow chứ không phải là căng theo cái kiểu mà nứt rát, nứt khó ra. Chịu dạ, làm cái cho đó khô là... da, nó mất nước trên bề mặt da. Dạ, thì bình thường đa số khi mình rửa mặt xong thì cơ chế da mình thì nó sẽ có khả năng mất nước chứ không phải là không. Nhưng mà sữa rửa mặt này á thì nó sẽ không làm tăng cái tình trạng đó, tức là sau khi rửa mặt xong thì da bạn nó sẽ vẫn mất nước một cách bình thường như những cái cách làm sạch khác thôi. Nhưng mà thường khi mọi người rửa mặt xong thì em tin chắc là mọi người cũng sẽ không thoa để mặt trần rồi đi ngủ đúng không? Mọi người chắc chắn cung cấp độ ẩm, phải thoa thêm một cái sản phẩm khác nữa rồi. Mà cụ thể trong livestream này thì em chỉ nói về sáng da rồi thì chắc chắn là Duy vẫn highly recommend mọi người là nên sử dụng trên mức sức 3%, mà cụ thể là cái chai serum Illuma ở đây. Thì các bạn có thể thấy cái phần pop ở đây chính là cái giá sản phẩm serum Illuma. Giá hôm nay mở bán là 1.755.000, là chỉ có trong đúng cái livestream của Duy với chị Thúy nè nha. Với điều kiện là mọi người phải like share cái livestream này thì mới được áp dụng giảm giá nha. Và nếu muốn mua mặt hàng nào thì chỉ cần comment thôi là IMG và cái số cái số lượng IMG 1, cái số lượng sản phẩm mình mua khoảng cách số, đó cách, thì mọi người sẽ được inbox và tư vấn. Cái serum này là mã số 1, còn sữa rửa mặt là mã số và em cũng ban tổ chức có thể cho em xin giá của cái sản phẩm thứ hai này để mọi người hiểu, thì chị cũng nói sơ về giá của sản phẩm ha. Giá sản phẩm thì chị công bố giá sản phẩm ngày hôm nay luôn ha, đó là 1.080.000
ha. Một bóc chết ở bên một kia. triệu tám một triệu không tâm 80.000 là giá niêm yết nha, giá niêm niêm yết thôi. Và cái meal của nó tới 113 gram. Gram dạ. Ha, đó là giá niêm yết, và hôm nay chúng ta được chiết khấu, được giảm 10%, chỉ còn có 972.000 thôi. Cách đó. Thức mua hàng với sản phẩm thứ hai này thì mọi người chỉ cần comment là IMG2 dạ. khoảng cách và dạ. cái số lượng sản phẩm mọi người muốn đặt. Dạ. Comment cái vô livestream này, coi như là bên nhãn hàng sẽ lập tức liên hệ mọi người, mà mọi người không cần phải inbox hay là hỏi đâu cả, mà là chính trong cái livestream này là các bạn đã có thể tương tác với cái việc là mua hàng cùng team Image và Comedy rồi. Yeah. Và hiện tại thì cái giá sản phẩm này, Duy nhắc lại cho mọi người là giá này nó chỉ áp dụng đúng trong cái giây phút livestream khi mọi người like share cái livestream này thôi. Cho nên là các bạn đừng có nói là thôi đợi tí cuối livestream, biết đâu lỡ mình trúng Q&A hay là mình trúng quà này nọ, mình không mua là chậm đó nha mọi người. Với lại là hồi nãy chị Thúy cũng nói là hiện tại SKU của sản phẩm ở Việt Nam hay là ở những quốc gia khác luôn là cũng có giới hạn, chứ không phải là một cái hoạt chất mà kiểu có số lượng khủng khiếp để mọi người có thể lựa chọn đâu. Cho nên là nếu mà bạn nào đang tìm kiếm cái sản phẩm mà bộ đôi hay là bộ 2, bộ 3 gì đó mà có khả năng kiểu trị nám, hỗ trợ điều trị nám nè, sáng da, thậm chí là giả sử như bạn đã có một cái skincare routine dưỡng da trước đó là có active chuyên sâu rồi, nhưng mà vẫn muốn tìm thêm một cái hoạt chất nào đó mà nó an toàn, cũng như là có một cái trải nghiệm mới. Vì Duy tin chắc rằng không chỉ riêng Duy hay chị Thí, mà sắp tới Duy tin chắc rằng là trên những cái nền tảng social media khác á, thì Jason Mercer cũng sẽ được đề cập rất là nhiều, cũng như là một cái thành phần mà không chỉ có bác sĩ hay dược sĩ mà những người tiêu dùng họ cũng sẽ khuyên nhau sử dụng. Dạ, chị cũng xin tiết lộ là trong năm 2021 đó là cái hot trend là tracheomic acid. Tất cả các nhà nghiên cứu của thế giới, tại vì chị làm việc rất là nhiều với lại nhà sản xuất và các bác sĩ, thì họ ra một cái công bố là cái tracheomic acid là thành phần mà được hot nhất trong năm 2021, họ ứng dụng trong cái điều trị nám da, trong mỹ phẩm rất là nhiều đó. Thì không phải trên thị trường có rất là nhiều sản phẩm có tracheomic acid, chứ không phải riêng Image Skincare, nhưng các bạn nên nhớ là cái công nghệ và cái thành phần của nó được chọn lọc như thế nào. Đó, những cái hãng ví dụ như Image Skincare họ rất là chọn lọc về cái ingredient. Tại sao sản phẩm bị hot, bị thiếu hàng? Bởi vì cái ingredient của họ được chọn lọc, được sàng lọc rất là kỹ, không có nhiều tạp chất, cho nên nó ở số lượng giới hạn. Chứ tracheomic acid không phải là không phải là hiếm, chúng ta có thể mua rất là dễ rất dàng. Rất nhiều, thậm chí nhà thuốc vẫn có những dạng bôi rất là dễ dàng, cho nên là với những cái thành phần mà được chọn lọc và những cái thành phần này nghiên cứu lâm sàng và rất là kỹ lưỡng, và những cái technology của hãng nó cũng đem lại một cái hiệu quả rất là cao, cho nên là không phải sản phẩm nào chúng ta có thể mua cái thành phần đó là đạt cái hiệu quả như vậy. Các bạn với lại ý, là bản thân nhãn hàng cũng đã cam kết cho mọi người là dùng từ 48 tuần là đã thấy da nó sẽ có những chúng cái hiệu ta đã ứng thấy cải hiệu thiện rồi, ứng cải thiện và thấy cái nám da nó vỡ ra và nó mờ cái đốm nâu rất là nhanh. Chúng ta thấy rõ ràng luôn. Còn bạn nào mà mới bắt đầu dưỡng da, chưa dùng active á, kiểu như mua cho mẹ mình hay chị gái hay bạn gái mình á, thì mình cứ mua đúng cái sữa rửa mặt với cái serum buổi tối hai bước, buổi sáng thì nhớ bôi thêm kem chống nắng thôi là ok rồi. Và cái sữa rửa mặt này thì nãy Duy nói là hôm nay mở bán, cho nên nó chỉ có giá là 972.000 thôi. Thì cách thức comment đối với cái sản phẩm sữa rửa mặt này thì mọi người chỉ cần comment là IMG2 khoảng cách cộng với cái số lượng sản phẩm mình mua. Ví dụ em đặt số lượng bao nhiêu vậy? IMG22 là hai sản phẩm thôi. Ok. Tại vì thật ra là Duy vẫn thích mua tracheomic acid hơn mọi người ơi. Nhưng mà Duy cũng không từ chối là cái sản phẩm rửa mặt này nó cũng phải thử. Yeah, rồi tại vì em đã cao. em nghe tới cái hạt của nó mà có khả năng kích thích co giãn ở trên da mà không gây xước á, thì thật ra em trải nghiệm thấy đúng. Giống như là mới đầu em đưa lên tay em nói chết rồi, rúp rúp này rồi lỡ có khi nào xước da không ta. Nhưng mà thật sự lúc chà lên da, thứ nhất là có cái mùi, những cái mùi chiết xuất thực vật là nó thoải mái, thư giãn rồi nha. Nó làm cho relax hơn. Mà khi em chà vô mấy cái khóe mà bị bong chóc của em á, mụn đầu đen đó, nó cũng không có rát. Tức là nó nếu là nó co giãn theo cái đầu tai của em, đầu tai của em á. Vừa rồi chị có vừa peel xong da cái peel, một cái peel gọi là wrinkle peel với thành phần glycolic acid với retinol, thì chị peel xong thì chị vẫn rửa mặt với tracheomic với cái sữa rửa mặt Illuma này bình thường, không có bị rát, không có bị gì mà hết. Dùng xong á là mọi người apply trực tiếp cái serum cho nên sức luôn, chứ cũng không cần phải toner, lotion không hay là mặt nạ cấp ẩm ở giữa nó, nó quá phức tạp. Không buổi tối hai bước như thế này là ok rồi. Thì khi mà các bạn mua sản phẩm tracheomic này thì comment là IMG1 khoảng cách cộng với cái số lượng đơn hàng mình mua, ví dụ như là IMG1, 2, tức là mua cái chai serum này với số lượng là hai sản phẩm, thì nhãn hàng sẽ inbox tư vấn và hướng dẫn các bạn sử dụng một cách hiệu quả luôn. Và em cũng nghĩ là mọi người cũng đang chờ đợi sản phẩm cuối cùng luôn rồi, cho nên là chị cũng tiết lộ mọi người ha. Ok. Mọi người ơi, thì cái
Chúng ta đã được giới thiệu tới cái Transamic Acid rất là kỹ càng. Mọi người có đặt câu hỏi gì thì nếu mà hôm nay trả lời không kịp thì chúng tôi sẽ lưu lại những câu hỏi này và sẽ trả lời trực tiếp cho khách hàng vào ngày mai hoặc là liên tục cho khách hàng. Và các bạn nhớ là có những cái comment, like, share và những câu hỏi thì chúng ta nên làm nhanh, trong chúng ta chỉ còn có 15-20 phút 15-20 phút nữa thôi live stream mà là đó. Ngưng promotion luôn nha các bạn, nên là bạn nào tranh thủ nha. Duy nghĩ là số lượng sản phẩm cũng không còn nhiều, để số lượng sản phẩm chỉ giới đó. Hạn thôi. Hiện nay thì hình như là tôi thấy đã có 1.000 đơn, 1.000 sản phẩm đặt hàng rồi, cho nên là mà số lượng Việt Nam thì có hạn, nếu mà các bạn không đặt nhanh tay thì chúng tôi cũng không có hàng để giao đến các bạn. Chúng ta chỉ có một ngày promotion ngày hôm nay thôi. Trước khi mình vô cái sản phẩm thứ ba thì mình sẽ có mini game cho câu thứ hai. Câu em hỏi quên nữa, rồi quên em ăn gian xem xem là giấu phần quà để sử dụng riêng luôn mọi người. Chúng ta còn một phần quà tiếp theo của câu hỏi thứ hai. Ok rồi, thì chắc bây giờ em sẽ đếm từ 3, 3, 2, 1, khi mà một xong là chị sẽ bắt đầu đọc câu hỏi và dạ, cũng giống người, giống giống như thể lệ, giống như cái câu hỏi thể lệ thì vô cùng đơn giản thôi. Là sẽ hiện ra một cái box câu hỏi gồm đáp án A, B, C, D. Bạn nào hai bạn comment nhanh nhất thì sẽ được tặng quà từ nhà hàng Image Skincare. Okay. Sản phẩm ở đây nè mọi người, cho nên nhanh tay nha. Mà nhờ ban rồi tổ chức. Ok, 3, 2, 1, câu hỏi xin phép hiện ra. Ok, câu hỏi: loại hạt nào được sử dụng trong Illuma Intense Brightening Serum Exfoliation Cleanser? Câu số 1, trả lời số 1, đáp án đó là hạt cát. Đáp án thứ 2 đó là hạt cầu từ tre cảm ứng thông minh. Câu thứ 3 đó là hạt phi nhựa. Câu thứ 4 đó là hạt không có hạt không, không có hạt, hạt nào hết. Hết. Ok, chọn không có hạt thường, nào hết. Thường đi thi á là sẽ chọn cái nào dài nhất. Cái đó là cái tiếp luôn á chị, đi thi là thường chọn cái nào dài nhất đúng không? Bạn rồi, đang 3 2 1 ai sẽ là đó, người nhận quần rồi bây giờ tiếp chị theo đây. Bây giờ chị công bố đáp án cho mọi người đi. Đáp án đó là câu số 2, hạt cầu từ tre cảm ứng thông minh. Xin mời ban tổ chức đưa lên người có đáp án đúng nhất để chúng ta có thể gửi những phần quà này về cho những khách hàng may mắn nhất. Thì nói chung là trong cái serum mặt này á, thì nó sẽ có cầu từ tre cảm ứng thông minh, tức là nó có một cái hay, tức là nhìn có vẻ là giống những cái dạng rúp hạt hạt trên thị trường. Tuy nhiên thì khi ho lên da thì nó sẽ có cái sự co giãn, cái sự và gọi là nó sẽ tan dần 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 tan dần chứ nó không phải luôn, là chứ không phải là nó gây còn xước cái hạt này nọ nguyên, kia đâu, gây xước, gây trầy da, gây rát da. Cho nên em tin chắc là đây là một cái điểm mà kiểu mọi người đã kiểu biết là chọn luôn. Ok, rồi chúng ta có danh sách của người trúng thưởng rồi. Người thứ nhất đó là bạn Minh Đạt. Bạn chúc Minh mừng Đạt bạn ơi, 10 chúc điểm. Mừng bạn. Ok. Xuất chúc sắc mừng luôn, bạn số 2. Đó là bạn Quốc Công. Công. Có phải bạn Quốc Công là hay là bạn Minh Đạt, có người nào là fan của em hay là em không biết nữa, mấy cái tên này cũng khá là lạ, nhưng mà em nghĩ là mọi người đã nghe livestream kỹ lắm rồi, chắc chắn câu hỏi này là mọi người chỉ có việc nhanh tay comment thôi. Và mọi người cũng lưu ý ha, thì trong từ đây tới cuối chương trình á thì tụi mình vẫn còn một cái phần câu hỏi nữa. Còn đối với những bạn nào đặt sản phẩm á thì chỉ đơn giản thôi là mọi người nhắn IMG cộng với cái mã số sản phẩm, ví dụ như Duy muốn mua chai serum Transamic Acid ở đây đó, 1.755.000 nè, thì mọi người chỉ việc là comment IMG1 cộng với cái số lượng đơn hàng mọi người muốn mua, ví dụ như là IMG1 khoảng cách số 2, tức là mọi người muốn mua hai sản phẩm rồi. Và em nghĩ là chắc cũng không để mọi người đợi lâu hơn nữa, thì em nghĩ là chị cũng đi tới cái sản phẩm cuối cùng mà ra mắt trong bộ Illuma lần này luôn ha. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ vô tiếp cái sản phẩm. Trước khi vô cái sản phẩm tiếp theo có một câu hỏi kìa. Các bạn ghi câu hỏi ha. Nào để em coi thử trong một cái phần comment này. Ghi nhận được câu hỏi. Có một bạn hỏi là cái group này nó tan dần hả hay là tự tan? Bạn hỏi hai tan dần hay tự tan là nó ấy là nó sẽ khi nó vô nhau. Nước nó sự tự tan hay không? Khi chúng ta massage nhẹ nhàng, massage khi chúng ta tác động lên nó thì nó sẽ tan ra, nó sẽ tan mất khi chúng ta massage trên da để nó lấy đi cái bụi nhờn trên da của chúng ta. Chứ chúng ta bỏ vô nước nó không tự tan các bạn ha. Ở đây em thấy comment bác sĩ cũng vô chơi mini game, bác sĩ comment là mình thứ hai mà sao không trúng. Thật ra là ở đây thì thuật toán nó sẽ tính bằng gọi là code luôn, cho nên mình tính chắc rằng hai bạn comment đây là rất đã là công có bằng, đo lường cái tình khắc luôn mọi người, chứ không phải là chỉ là trong cái view này không. Cho nên là không có cơ cấu gì hết, nó là automatic nha mọi người. Rồi, chắc là chỉ tới sản phẩm cuối luôn cho mọi người. Mình qua tới sản phẩm thứ ba tiếp theo đó là Vital C, trong nhóm Vital C các bạn ha.
Thì mời ban tổ chức cho mình cái video của cái Vital C. Đây là một cái sức khoáng Nha. antioxidant rất ok nha mọi người. Từ đây là dẫn qua luôn á, chị xin là dẫn qua tới luôn á. Xịt. Đây để em test cho mọi người. Đó, cái TVC mọi người. Cái thiết kế nó cũng lạ nữa. Đây là một tim hết khoáng mà cái nắp tròn này dạng dẹp cầu dễ như này á. Cái này cái sợi nó ra em thấy tươi khá là đẹp Khá là này. đều đẹp Dạ. ha. Nha. Rồi thì em nhờ bên em nhờ chị giải thích sơ về công dụng của sản phẩm. Nha. Thì cái sản phẩm này nó sẽ tại sao mà chúng tôi nói nó là bộ ba trong cái dòng rồi mà ra mắt trong năm nay, và tại sao tự nhiên có hai sản phẩm của dòng Iluma rồi lại có một sản phẩm rất là riêng biệt của Vitoxy. dòng Vital C? Bởi vì các bạn thường chúng ta trị điều trị nám thì chúng ta phải kết hợp Mỹ trong cái giờ sản phẩm, tất cả các sản phẩm của Image Skincare đó thì họ đều nghiên cứu chúng ta luôn tập trung vào cái hàng rào bảo vệ da rất là kỹ, đó là Skin Skin Barrier Barrier. ha. Thì trong cái sản phẩm này nó không phải là một cái chai xịt khoáng thông thường để chúng ta cung cấp độ ẩm, hoặc là chúng ta đi về nắng chúng ta nóng quá chúng ta xịt lên để làm mát da dịu da. Nó là một cái sản phẩm để giúp cho chống oxy hóa và cung cấp dưỡng chất cho da và hỗ trợ cho da một cách Dân dân văn phòng rồi em thấy cái này là da sẽ do dùng ngân phòng, nhiều. hoặc là chúng ta đi ngoài nắng về nhiều quá da chúng ta bị tác động Thiếu do môi nước. trường, hoặc là chúng ta ngồi văn phòng, hoặc là chúng ta ngồi live quay ở đây những cái ánh đèn đó, hoặc là cái máy computer đó nó sẽ làm cho chúng ta ảnh hưởng bởi gốc tự do rất là nhiều. Thì cái sản phẩm này nó có những cái thành phần chống oxy hóa rất là cao, chúng ta thấy đó là C. vitamin C nè. Vitamin C hầu như không Glutathione ai xa lạ với nó nữa, và nữa. thành phần tiếp trong cái bộ mà để chống oxy hóa đó là vàng nè, glutathione Chị làm sáng da giúp cho da khỏe mạnh, và ngoài ra nó còn cung cấp độ ẩm với những chiết xuất từ đường mía đường. Ngoài ra thì còn có chiết xuất từ vi tảo biển nữa các bạn, nó sẽ giúp cho hỗ trợ cho da của chúng ta đạt cái hiệu quả rất là cao. Chúng ta chỉ cần xịt cách ra từ 10 tới 10 tới 15 cm đúng không? 15 cm, chúng ta chỉ cần 2 đến 3 bông hoặc Là nó 4 bông full gì mặt đó rồi. là nó đã full mặt và nó bảo vệ giúp da chúng ta tươi sáng khỏe hơn, và nó cũng hỗ trợ trong điều trị nám rất là cao. Thì ngoài những cái hoạt chất này chúng ta sẽ thấy tảo biển nè, mía đường nè, ngoài ra chúng ta sẽ thấy một cái pi để bảo vệ da chúng ta, chống viêm nhiễm, chống viêm da và làm dịu da, làm mát da và gây chống lại gốc tự do, đó là cái Trà xanh, trà nha xanh nè, đam, cúc chống la viêm mã. nhiễm, cúc la mã nè, da đam nè, làm dịu da, cho nên là nó sẽ hỗ trợ cái hàng rào bảo vệ da rất là cao. Và những cái da nào bị lão hóa sớm hoặc bị thiếu dinh dưỡng, chúng ta sử dụng cái sản phẩm này nó sẽ giúp hiệu quả cực Nói kỳ. chung Chúng em nghĩ ta là sản chỉ phẩm này cần sẽ xịt có. 1 đến 2 lần ngay ngày hôm sau, chúng ta thấy cái da chúng ta phết và tươi mới rất là nhiều. Hầu như là các KOL mà ngày 28 tháng 4 vừa Sự rồi kiện á, vừa rồi sự đúng kiện họp báo đó, hầu như họ được tặng một cái chai này, và ai cũng feedback không? là Thì rất là thích cái chai này, bởi vì nó làm cho cái da mình phết và mà tươi và nó làm mỏng nhẹ xương, mà nhiều nhà khi á em dùng này em cũng coi nó như serum luôn á, tại vì nó cũng nhà là hoạt chất, nó cũng lại mà chẳng qua nó ở dạng xịt thôi, thì nhà nhiều khi nhà em thoa này xong thoa kem dưỡng luôn Nhiều á khi chị. mình không phải mất nhiều thời gian, mình bôi thoa, mình xịt vô là nó đã phủ một cái Đúng lớp rồi. xương thẩm thấu lên da. Và các bạn, tại sao chúng tôi ra cái sản phẩm này để hỗ trợ trong điều trị nám? Bởi vì khi da chúng ta không còn cái hàng rào bảo vệ da nữa, mất cái skin barrier, nó bị yếu, nó bị suy giảm, không còn đàn hồi nữa và bị tấn công bởi gốc tự do hoặc là tia UV, thì nó sẽ làm cho cái da chúng ta cái tình trạng mà sắc tố melanin không được bảo vệ và tế bào melanocyte nó hoạt động và nó đẩy lên, nó gây ra nám da. Cho nên trong quá trình điều trị chúng ta kết hợp Tranexamic Acid Serum với cái sản phẩm này, nó là cái bộ đôi để giúp cho cung cấp dinh dưỡng và cái skin barrier của chúng ta nó được an toàn, bảo vệ da một cách hiệu quả hơn đó Thì các bạn ha. em nghĩ là bên chương trình thì hỗ trợ cho em zoom vào sản phẩm Nha, dùng vào sản phẩm thì chúng ta này để thấy các được cái bạn có thể chai. thấy cái chai thiết kế và cái cách pump khá là thông minh của sản phẩm này. Thì trên tay của Duy hiện tại đang là sản phẩm Vital C của nhà Image Skincare vừa mới ra mắt, một cái thiết kế nhìn vô là biết có vitamin C. Cái tâm lý luôn mọi người, cam cam đúng không? Thì cái sản phẩm này mọi người mở ra thì mọi người thấy là cái thiết kế đầu bơm của nó thì sẽ như Có thế thể này. bấm xịt Nó ra một cho có mọi đầu người xịt thấy. như thế này. Đây, Duy sẽ thử mọi người coi ha. Đó mọi người thấy không? Cái xương của nó rất là đẹp luôn. Chúng chỉ cần Và chị thấy chỉ cần 2 bông thôi là thậm đủ chí á, phủ hết khi mặt rồi. mà camera có thể đưa lên mặt của em, ví dụ
em nha, tức là em có make up nhưng mà em xịt cái này nó vẫn ok, tức là nó không có gây trôi nền hay là nó do mà nó còn khiến cho da của em fresh nữa. Và sản phẩm này thì như nãy chị Thúy có nói là nó ngoại trừ vitamin C và một cái hỗn hợp kiểu làm sáng da, ví dụ như là vàng hay là glutathione á, thì mọi người thấy là hầu như như trong những cái sản phẩm sáng da mà hiện tại đang có trên thị trường thì hầu như cũng có những cái hoạt chất này. Tuy nhiên ở đây thì nó sẽ là dạng xịt. Thì đối với em dạng xịt này thường em sẽ có hai tip sử dụng cho các bạn. Tip thứ nhất á, là đối với những bạn nào mà họ không coi cái này là một cái sản phẩm dưỡng chuyên sâu thì họ sẽ cứ xịt khi mà họ ở văn phòng, đặc biệt là ở văn phòng nha. Tại vì nếu mà các bạn đi ra ngoài, các bạn thường phải hơi kem chống nắng thì các bạn sẽ ít xịt cái này, thì sợ cho kem nắng thôi. Cho nên là nếu thường các bạn ở văn phòng kiểu không có phải ra ngoài nắng nhiều thì xịt cái này vẫn ok, nó không khiến da của mình nhạy cảm với nắng. Cái thứ hai đó là với những bạn nào mà xem cái này như thêm một bước dưỡng trong quá trình dưỡng da thì mọi người có thể xịt sau bước rửa mặt, nó giống như là một cái màn hydrate cấp ẩm cho da tức thì, kiểu nhanh nhất luôn á. Ngoài ra nó còn nuôi dưỡng da nữa. Đúng rồi, nuôi dưỡng da nữa. Cho nên là với một cái sản phẩm như thế này á thì Duy tin chắc rằng á, nếu bạn nào mà coi nó như một sản phẩm dưỡng thì cũng có thể coi nó như một cái bước để chèn vào quá trình skincare nữa, chứ đừng có coi nó như những cái xịt khoáng khác trên thị trường nó là không chỉ phải là xịt mỏng khoáng mỏng trên nhẹ thị nhẹ trường làm dịu da mát da, mà nó cung cấp dưỡng ẩm cho da rất tại là vì nó nhiều. Có vitamin C và một số cái hoạt chất mà hồi nãy chị glutathione và GOS và vàng đó các bạn đó. Và giá sản phẩm luôn chị. Ok. Giá sản phẩm, giá sản phẩm chị Lời sẽ công bố giá sản phẩm chai xịt này 1.150.000 là giá niêm yết, giá niêm yết, và chúng ta được giảm 10% hôm nay các bạn ha, nó chỉ còn có 1.035.000 thôi đó. Thì cái sản phẩm này tôi nghĩ, chị nghĩ là nên nên cần có. Tại vì em nghĩ là nếu nếu mà mọi người coi nó như một cái xịt khoáng á thì mọi người sẽ bị gọi là bị nói là ủa tại sao phải mua xịt khoáng tới triệu mấy vậy, có phí quá không ta. Nhưng nếu mọi người coi nó như một cái bước track là vitamin C cho những người mà đang gặp những cái tình trạng kiểu không điều màu da thì rõ ràng nó ok mà. Với cái dung tích cũng như là với cái công nghệ và những gũ lâm sàng nhãn hàng cung cấp á, thì Duy tin chắc rằng là mọi người có thể tăng cường kết hợp thêm xịt dưỡng này vào. Và cách thức mua hàng thì nãy là cũng tương tự như sản phẩm thứ nhất thứ hai thôi, là mọi người comment IMG3 cộng với cái số lượng đơn hàng mà mọi người muốn. Ví dụ như Duy muốn mua 3 sản phẩm hay là 5 sản phẩm, 5 sản phẩm đi, thì Duy sẽ comment là IMG3 khoảng cách số 5, thì mọi người chỉ việc nhắn gửi cái phần bình luận thôi thì lập tức bên nhãn hàng sẽ sớm liên lạc với mọi người ở trong ngày. Và tương tự với những sản phẩm thứ nhất thứ hai thì cách thức mua hàng sẽ tương tự như vậy, nhưng mà mọi người nhớ nha, số lượng sản phẩm hôm nay là có hạn chứ không phải là Hôm nay mình bí mật là hồi nãy là chắc mọi người sẽ quên á, mình chị sẽ nhắc lại, nếu như mọi người mua 3 sản phẩm cùng một lúc ngày hôm nay, mọi người sẽ được vừa giảm giá mà vừa tặng thêm một cái sản phẩm dưỡng môi Omedit Lip trị giá cũng khá là good mà. Nhiều promotion đó, nhiều sự giảm giá đó mọi người. Mà giới hạn nha, chỉ là 200 người mà 200 mà người mua, thôi. Mua 3 bộ cái bộ này chỉ giới hạn là 200 người thôi. Mã sản phẩm của bộ này đó là mã số 4. Chúng ta chỉ có 4 mã sản phẩm thôi, đó là serum là mã số 1. Em tóm gọn cho mọi người là đây là chuyên môn của em nè mọi người. Đây, thì đầu tiên là nếu mà các bạn mua sản phẩm, đầu tiên là sản phẩm serum cái đã. Đây sản phẩm Key 3% Tranexamic Acid thì mọi người sẽ comment là IMG1 cộng với khoảng cách cộng số lượng đơn hàng. Ví dụ mua 2 chai thì IMG1 rồi cách cái 2 đó thì sẽ được inbox. Còn nếu chỉ muốn mua sữa rửa mặt thì comment là IMG2 khoảng cách. Ví dụ mua 2 thì số 2 là IMG2 khoảng cách 2 là 2 sản phẩm. Và cuối cùng là cái khoáng Vital C thì mọi người cũng chỉ đơn giản thôi là comment IMG3 khoảng cách cộng với số lượng đơn hàng người muốn mua. Ví dụ IMG3 5 sản phẩm thì muốn mua 5 cái chai này. Còn nếu bạn nào muốn mua chọn combo hôm nay thì hồi nãy như chị Thúy nói là mọi người sẽ được tặng thêm một cái son dưỡng khá là xịn sò cũng đến từ công ty của chị Thúy luôn. Thì mọi người chỉ việc comment là IMG4 khoảng cách số lượng bộ này mọi người muốn đặt. Và dĩ nhiên là bộ này là đã gọi là đã có giảm giá rồi, tại vì nếu mọi người mua giá niêm yết lẻ thì nó sẽ là 4.180.000, trong khi nếu mọi người comment IMG4 cộng với cái số lượng đơn hàng mua thì nó chỉ có giá là 3.762.000 cho một bộ sản phẩm tặng như thế này. Cái dưỡng môi là 699.000, 700.000. Dưỡng môi gần 700.000 là tính ra là mọi người chỉ tốn khoảng 3 triệu cho 3 bộ thì mỗi sản phẩm khoảng 1 triệu thì nó quá bình dân đúng không mọi người. Còn nếu bạn nào mà đang trong quá trình check da mà muốn đạt hiệu quả thì Di có thể là comment bộ này cộng thêm khoảng 2 tới 3 cái chai này để sử dụng kết hợp với những cái active đang mọi người đang sử dụng á, thì Duy tin chắc rằng là kết quả sau 2 tháng lại là câu chuyện mọi người lại kêu là chị Thúy ơi livestream mở promotion tiếp đi chứ em dùng hết rồi. Trời ơi, promotion kiểu này là công ty đóng cửa sớm đó, dịch là cái gì cũng tăng lên hết. Số lượng sản phẩm có giới hạn nha mọi người. Và em nghĩ là mình cũng sẽ cho mọi người
Tức là đặt câu hỏi và để cho cái gọi là cũng có một cái phần Q&A đối với cái sản phẩm số 3 và tục xì hồi nãy mình đề cập ha. Thế mình mở lên coi có ai hỏi câu hỏi gì không? Thì câu sơ đi rồi mọi người cho câu hỏi á. Thì từ nãy giờ là những cái thông tin về sản phẩm Vitoxy thì hầu như á, Duy và chị Thúy đã đều nói sơ qua luôn về nắp bơm, về công dụng, về thành phần, về những cái key ingredient chính có trong sản phẩm rồi. Thì bây giờ câu chuyện ở đây là mọi người chỉ việc là tìm ra cái đáp án nào đó cho phù hợp thôi. Thì em Chúng nhờ ta bên còn ban. một phần quà nữa đó. Dạ đúng rồi, thì chắc là em nhờ bên ban tổ chức set up phần câu hỏi cho em trước ha. Thì em sẽ nói lại luật chơi cho các bạn đang tham gia hay các bạn theo dõi gì hay là quý khách hàng của chị Thúy ở đây. Thì cách thức chơi thì vô cùng đơn giản, chính là khi trên màn hình nó sẽ hiện ra câu hỏi gồm 4 đáp án theo thứ tự là 1, 2, 3, 4. Thì mỗi cái là nó sẽ là một đáp án và các bạn sẽ nhanh tay chọn cái đáp án nào mọi người thấy đúng nhất, và hai bạn nào comment nhanh nhất thì sẽ được trao tặng hai phần, mỗi bạn một phần quà đến từ nhãn hiệu Skin Care. Và câu hỏi thì Duy sẽ đếm tới 3, 3, 2, 1 thì Duy Thúy sẽ đọc ha. Rồi câu hỏi của Duy lần này 3, 2, 1. Ok, câu hỏi Số 3. số 3 đó là công dụng của Vital C Hydrating Facial Mist là gì? Số 1, cấp ẩm tức thì. Thì Số 2, tạo hàng rào bảo vệ da. Số 3, phục hồi và dưỡng da. Số 4, tất cả các ý trên. trời, Ok, chúng ta chỉ cái có câu này em thấy giống như là chị cho không mọi người luôn rồi đó, tại vì nó thật sự nó quá dễ luôn mọi người. Các bạn nhanh tay comment cái đáp án nào mà các bạn cho rằng là đúng chúng ha, ta có và 9 giây, bên ban 8. tổ chức sẽ chọn ra hai bạn may mắn. Chị cũng đang hồi hộp đây, Trời, em nghĩ câu này quá dễ dàng, câu hy này vọng em là thấy khách của chị cho đạt không. Trời ơi mọi người đẩy comment quá nhanh rồi mọi người ơi. được. Trời ơi, có bạn tiết lộ đáp án nữa, mình đi thi mình đừng có tiết lộ đáp án cho đối thủ mọi người, mình biết mình giữ âm thầm như mình thôi. Bạn này không muốn lấy quà rồi, muốn nhường cho người khác rồi. Rồi ok, vậy ơi chị công bố đáp án ha. Đáp án đó là tất cả các ý trên đều Đúng đúng. rồi, tức là cấp ẩm tức thì nè, phục hồi dưỡng da, tạo hàng rào bảo vệ da, Và tất đó là cả ba những cái cái ý tính chính năng đó đó đều là tất có cả ý trong cái trên. một sản phẩm. Rồi, À, mời để ban coi tổ lần này chức. hai bạn nào nhanh tay ha, em nghĩ là lần này mọi người sẽ nhanh hơn đó, tại mọi người đã rút kinh nghiệm từ câu hỏi số 1 và câu hỏi số 2 rồi. Lại mất một phần quà Và các bạn cũng yên tâm ha, thì sau khi phần livestream này thì Duy và chị Thúy sẽ Q&A thêm một số những câu hỏi về nha. Tracheomic acid Các hay là bạn những có hoạt những chất câu ở đây. hỏi nào thì chuẩn bị sẵn để mình Thì với những bạn nào đặt những câu hỏi hay và thú vị như là like like share cái này á, thì những cái câu hỏi nào được ghim lên á thì bên team chị Thúy cũng sẽ liên hệ để gửi tặng mọi người một cái sản phẩm luôn, mình còn một phần quà nữa. cho nên là mình phải vận hết trí óc của mình nha mọi người. Ok. Rồi. Danh sách người trúng thưởng, chúc mừng bạn Thúy Thúy Phùng. Thúy Phùng đúng rồi chị. Bạn thứ hai đó là bạn Khang Hồ quá Khang Hồ. nhanh Chúc mừng hai luôn. bạn. Trời 10 ơi, chúc điểm. mừng. Hai bạn nhớ về sử dụng cái sản phẩm này theo hướng dẫn của chị và Comi nha. Nó Rồi. hiệu quả rất là cao. Và Duy cũng xin nhắc lại cho mọi người á, thì cái promotion hôm nay thì hầu như tất cả những cái sản phẩm từ bộ sản phẩm cho đến từng sản phẩm luôn thì đều có giảm giá, là giảm discount 10% đều có giảm hết đó, cho nên là các bạn có thể check lại giá một lần nữa bằng cách là comment IMG số 1 cho đối với cái tracheomic acid, số 2 với cái sữa rửa mặt, số 3 cho cái xịt khoáng của mình và cộng với cái số lượng đơn hàng. Còn nếu mà bạn nào mà thấy nó còn hơi phức tạp thì cũng có thể inbox trực tiếp fanpage, Inbox trực tiếp vẫn được vẫn sẽ tư nhận vấn cho order mọi các người bạn thôi. ha, tư vấn cho các bạn. Và tiếp theo phần livestream này á, thì Di và chị Thúy chắc là sẽ trả lời những câu hỏi của các bạn, và bất kỳ những câu hỏi nào mà được bên ban tổ chức ghim lên trong cái phần livestream này mọi người sẽ thấy nó ở cái bảng dưới này nè, thì những bạn đó sẽ đều được team chị Thúy tặng một cái bộ sản phẩm để kỷ niệm cái ngày launch chính Ngày thức và giá sản phẩm như thế này. launching trực Rồi. tiếp sản phẩm. Rồi chị đọc câu hỏi đầu tiên của bạn Trần Tiên đi ha. Câu hỏi đầu tiên là cho em hỏi chai serum dung tích là bao nhiêu, thời gian sử dụng là bao nhiêu và Bao một nhiêu lần giọt? dùng là bao nhiêu giọt. Trời ơi, hỏi kỹ ghê luôn, tính từng mil luôn. Chị Thì thì chị là cứ xài kiểu cứ thấy đủ là đủ. em muốn trả lời từ chị hay là từ bạn Duy? Ok, Chắc là theo 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 nhà chị sản trước xuất đi. thì 3 đến 5 giọt, còn tới em, theo em thì mấy giọt? Thì cá nhân Duy á, thì Duy thường là Duy tính bằng ml, thì thường là mọi người phải quy đổi nó tầm 2 tới 3 ml, thì tức là khi mọi người bơm á, Duy ví dụ mọi người nha, một cái ống đầy như thế này Duy bơm lên nha. Đây. Đó, đây, đó, như thế này nè. Thì nó sẽ dao động từ 2 tới 3 ml rồi đó chị. Bỏ bỏ xuống, bỏ Đó. xuống.
Ok. Thì các bạn thấy là nó thấm hút rất là nhanh luôn các bạn. Và Chúng ta sẽ không thấy cái độ ướt trên da. đó thì cái dung tích 30 ml này á, thì sử dụng từ 2 tới 3 tuần, nhưng mà thường là 3 tuần, còn bạn nào mà ho sáng tối luôn thì mới là 2 tuần. Rồi. Ở cái chai này là 30 ml, ok. 30 ml dạ. Câu hỏi tiếp theo không biết là bên ban tổ chức có ghi không. Dạ. Của bạn Nhã Nhã thì Duy xin được phép đọc câu hỏi này. Vitamin C có giúp gì trong việc giảm thâm nám và giúp da sáng mịn hơn không ạ? Ok. Chị có thể chắc là chị giải thích từng cái Ok. này. Các bạn biết rồi, chào bạn Nhã Nhã, thì các bạn biết rồi, vitamin C nó khá là phổ biến, hầu như ai cũng biết đó. Thì nó giúp cho cái việc mà cải thiện, ngoài cái việc mà chống hàng rào bảo vệ da đó, skin barrier tốt hơn, chống oxy hóa đó, thì nó cũng giảm thâm nám và nó cũng giúp cho cái da mình sáng mịn hơn rất là nhiều. Nó cũng là một cái thành phần để bổ trợ trong điều trị nám. That's why trong cái illuminator của mình hoặc là cái mist này, nó cũng có vitamin C để nó bổ trợ trong việc điều trị nám và làm sáng da. Tức là cái Cảm ơn Tresemmé bạn. acid này thì vẫn có vitamin C Hiện này, có và cái vitamin này thì C. vẫn có vitamin C nữa. Và nếu mà các bạn để kỹ thì hầu như là những dạng Tresemmé acid trên thị trường á, họ hay kết hợp thêm vitamin C niacinamide trong cái kết cấu của nó để nó tăng cường cái tính thấm của sản phẩm. Tại em cũng có đọc được một cái nghiên cứu của một brand kia, họ cung cấp là nếu mà có niacinamide vào thì nó sẽ tăng cái tính thấm của sản phẩm. Bên cái serum của chúng ta nó cũng có Cũng có tính nó luôn. niacinamide, vitamin B3, Rồi. ngoài ra glycolic acid nữa. Rồi, câu hỏi bạn thì Duy rất là cảm ơn câu hỏi của bạn Nhã Nhã ha. Thì em xin mời ban tổ chức cho em câu hỏi tiếp theo từ những bạn theo dõi em và từ khách hàng của chị Thúy luôn nè. Mọi người phải hỏi chuyên sâu lên mới được ghim nha. Bên bên ban tổ chức là sẽ chọn những câu hỏi nào mà nó có mang tính đột phá, mang tính sáng tạo, mang tính cung cấp Mình thông tin phải cho mọi thông người tin á cho thì mọi mọi người người nhiều lên để mình sẽ đạt cái phần thưởng cuối cùng nha các bạn. hỏi. Mọi người đang hỏi là bàn về gì? Bàn về tranexamic acid nha mọi người, với lại là những cái hoạt chất bôi thoa. Và hôm nay thì nhãn hàng skincare là cho ra mắt bộ sản phẩm Illuma mới. Bạn nào mà giờ này mới vô coi livestream thì chỉ biết là mọi người đã bị trễ nhịp vài giây rồi, thì Duy chỉ còn thông báo mọi người là chỉ còn cái thông tin là chỉ còn mấy phút nữa thôi thì sẽ ngưng cái quá trình giảm giá và đặt những cái đơn hàng hôm nay. Cho nên nếu bạn nào mà đang muốn mua trọn bộ sản phẩm này thì vui lòng comment cái cú pháp cho Duy ha. Thì bên nhãn hàng thì có comment là cái cách thức đặt hàng là cứ IMG số 1 đối với chai serum tranexamic acid, số 2 đối với cái sữa rửa mặt và số 3 đối với cái xịt phán Vital C. Còn nếu bạn nào muốn mua trọn bộ thì comment IMG4 cộng với cái số lượng đơn hàng mọi người muốn đặt. Và tất cả những cái thông tin về thanh toán, về ship á, thì trực tiếp từ Image Skincare sẽ liên hệ và tư vấn cho các bạn luôn. Đặc biệt trong ngày hôm nay các bạn được nhận free shipping nha các bạn ha. Rồi. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi của bạn Kim Kim. Chị ơi, trong serum có chức năng khoa ẩm không, khi xài có cần dùng thêm kem dưỡng hay không? Chào bạn Kim Kim. Trong Đây, cái này. serum Illuminator, ok. Trong cái serum Illuminator này nó có vitamin C để nó giữ ẩm cho da bạn ha. Nếu mà da bạn ở mức độ mà thông thường, không có bị không khô bị thật không nhiều đó, bị thì nó very dry hay bị khô quá. không bị khô quá, chúng ta không cần phải dưỡng thêm cái giữ ẩm nào nữa hết. Còn nếu như da chúng ta quá khô hoặc thiếu sức sống, hoặc là bị khô, nứt nứt nẻ Mặt da, mụn. hoặc là thiếu sức sống đó, thì chúng ta có thể sử dụng thêm cái chai xịt này để cung cấp độ ẩm cho Tức da. tức là không nhất thiết là cái cách laser ở đây theo chị thấy là không nhất thiết lúc nào cũng phải dùng là một serum, một kem dưỡng, mà đôi lúc phải là một cái nền mỏng hơn rồi tới serum thì nó vẫn có thể cấp ẩm trên Nó da. sẽ thoáng hơn chứ. Nhưng mà tuy nhiên nó sẽ tùy theo cái mức độ khô mà mình chọn hóa chất khác nhau. Riêng với serum thì hầu như nó sẽ không lúc nào, ấy là không bao giờ là serum nó sẽ khóa ẩm hoàn toàn, mà thường nó là active để dưỡng da chuyên sâu. Tức là ví dụ có 300 cm thì cái đó mới là cái hoạt động chính trong cái nền này. Rồi. Câu hỏi tiếp theo của bạn Thế Diệu là ngoài Tresemmé acid thì trong sản phẩm có dùng thêm hoạt chất gì, và kết hợp các hỗn hợp với nhau thì có quá mạnh hay không và đạt hiệu quả như thế nào? Chào bạn Thúy Diệu, trong cái sản phẩm tranexamic acid thì có kết hợp thêm glycolic acid nè, và vitamin Vitamin C nè, và một cái C, thành phần đặc biệt là niacinamide, niacinamide. Rồi còn vitamin B3, ngoài ra có bép thai peptide, nè, cam thảo cam đó. thảo, cám gạo, nhân sâm đó, nó là một cái hỗn hợp mà giúp cho cái da chúng ta được nuôi dưỡng rất là cao Và Duy nghĩ và là kết hợp lại thì chắc cũng không gọi là không mạnh. mạnh các bạn. Tức là nó Không vẫn mạnh, đủ. không mạnh để làm đỏ da trong cái vấn đề bong tróc, nhưng nó phải kết hợp những cái hỗn hợp này để nó Tăng tấn cường cái công, hiệu nó quả tăng của cường tranexamic hiệu quả acid cho lên cái da. tranexamic acid, và nó phá vỡ cái nám trên da của mình, nó sẽ đạt cái hiệu quả cao hơn. Tiếp theo bạn Hoàng có hỏi là nếu đang sử dụng retinol thì mất khoảng bao lâu thì mình chuyển sang dùng tranexamic acid được ạ?
Dạ. Bạn là người Em nghĩ là nhãn hàng thì cũng sẽ có cái thời lượng riêng. Cá nhân Duy thì bao lâu cũng được. Cứ nếu quan thật trọng sự là cái bạn da thấy mình. hay retinol nó hiện tại cái dạng entrap hay là dạng pupil, những dạng pupil entrap hay là những cái dạng kiểu 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 ester chẳng hạn đi, Este này hay kia thì là mình không bọc cần các phải ngưng kiểu gì do hết. Dạ. mà ý là giả sử như mình cảm thấy nó không hợp với da mình lúc Yeah. đó, mình đều có thể chuyển qua Senseless một cách dễ Mình dàng. có thể chuyển qua bất cứ lúc Dạ. nào mình muốn chứ không phải là ngưng hoặc là phải phụ thuộc vô một cái thành phần nào đó xong rồi mình không xài được cái Tresemmé Đúng acid. rồi, tại Dạ. vì bản thân nhãn hàng thì Duy thấy là khi họ ra mắt một sản phẩm họ rất là educate người dùng về cái vấn đề là mọi người phải hiểu cái problem da mọi người trước, chứ không Dạ. phải là ở đây là kêu mọi người cứ dùng Tresemmé acid đi, do mọi người phải hiểu là cái vấn đề đó thì liệu mình chọn Tresemmé acid là mình sẽ tốn thời gian bao lâu, chi phí Dạ. như thế nào, Dạ. và liệu sau đó thì cái tình trạng nó có quay trở lại hay không. Ừ. Thì với Tresemmé acid thì mọi người sẽ đỡ lo về điều này, tại vì Dạ. hồi nãy là nhãn hàng đã công bố rất kỹ, thứ nhất là về lưu lượng là 3% là mới bắt đầu sử dụng có thể được rồi. Về Rất là hiệu an quả thì toàn. mọi người nên sử dụng ít nhất là từ 4 tới 2 từ 4 tuần tới 8 tuần Dạ. để thấy được những cái hiệu quả cải thiện bề mặt. Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi, bạn Mộng Mộng Thu, Thu. chị đọc câu hỏi cho mấy bạn được Bạn Mộng Thu có thai 3 tháng có xài được serum tracheomic acid hay không? Được hay không? Thì cái nãy chị cũng đã giải Dạ. thích rất là rõ. Trên nghiên cứu thực tế từ động vật lâm sàng luôn thì không có phụ nữ mang thai nào mà biến giống như là bị tai biến hoặc là bị cái vấn đề mà ảnh hưởng tới thai nhi hoặc quái thai gì giống như là vitamin A hay là gì Dạ. hết. Đó là một cái serum sử dụng rất là an toàn và cũng không có một cái nghiên cứu nào là ô phụ nữ mang thai sử dụng cái này bình thường. Dạ. Do phụ nữ, do chúng ta có vấn đề da, chúng ta có bị problem nhiều, chúng ta có muốn xài nó hay không, sử dụng nó hay không thôi. Còn phụ Dạ. nữ mang thai thì chúng ta có thể sử dụng nó được an toàn, không có Nhưng vấn mà đề gì. em cũng thấy là hiện tại Trừ là khi đường uống. số lượng đơn hàng và thời lượng của chương trình của mình là cũng gần tới hồi kết rồi. Dạ. Cho nên Duy nghĩ là sẽ trả lời thêm một câu hỏi thật là sâu sắc nữa, và chị Thúy sẽ tổng kết lại những cái mà Duy và chị Thúy đã chia sẻ trong hôm nay, Dạ. và hẹn mọi người trong một cái dịp khác, có thể là sự kiện nếu mà tình hình Covid nó đã giảm căng thẳng, hoặc Dạ, là rất là cũng có thể nhớ là mọi người để livestream. gặp trực tiếp mọi người, nhất là khách hàng tại Hà Nội đó. Rồi, Dạ. Mời chắc ban là tổ chức. ban tổ chức ghim câu hỏi tiếp theo thì mấy bạn. Một câu cuối cùng. À. Phạm Công, Illuma Brightening Serum và serum này có gì khác nhau À ở là chỗ cái nào? chai có Dạ, cái chai xịt dạ. Illuma Brightening Serum Intense thì Dạ. hai sản phẩm này khác nhau hoàn toàn. Nó cũng có một cái công dụng là làm sáng da nhưng Illuma Brightening Serum nó sẽ tập trung vô vấn đề điều trị về gân máu, Dạ. mạch máu đỏ hoặc là bị viêm da nhiều hơn đó, những cái gân mámáu đỏ đó thì chúng ta sẽ sử dụng nó. Còn Tresemmé acid thì Và chúng cái ta này. sẽ chúng ta sẽ tập trung vô điều trị nám, sắc tố da và làm sáng da trắng sáng, nó Nhưng mà sẽ bạn này mạnh bạn hơn. phải hỏi câu này chứng tỏ là bạn đã phải Đã dùng, phải biết dùng sản phẩm cái này rồi Illuma bạn mới Brightening mới Serum rồi. muốn tìm một sự lựa chọn khác. Thì Dạ. Duy chỉ tóm gọn đơn giản cho mọi người đó là ví dụ như nãy cái Retinol Serum nó sẽ dành cho những bạn nào mà kiểu có vấn đề về mong mạch, ví Dạ. dụ là do bẩm sinh hoặc là do cháy nắng hoặc là do bio da mạnh quá hoặc là đang thông một cái hoạt chất nào đó mà nó Bị đỏ gây da. đỏ quá thì mình sẽ dùng cái đó. Tuy nhiên với Tresemmé acid là cái serum mà bạn ghi là chữ serum á, là cái chai này nè Dạ. đó, thì nó sẽ phục hồi những cái vấn đề làm sáng da, làm Sáng đều da. màu và hỗ trợ điều trị nám, và đặc biệt là nó cũng có thể dễ dàng laser với những cái serum hay kem dưỡng Chúng ta khác có để tăng cường hiệu có quả điều thể trị. kết hợp hai sản phẩm này sử dụng với Dạ. nhau bình thường không Dạ. có vấn đề gì. Rồi thì nói chung thì em nghĩ là trước khi kết thúc livestream á thì em sẽ nói cho mọi người lại cách thức mua hàng một lần cuối cùng, tại vì chương trình khuyến mãi hôm nay thì chỉ áp dụng cho những bạn nào like share thôi. Thì cách thức mua hàng đơn giản thì mọi người chỉ cần comment IMG cái mã số sản phẩm, ví dụ như Duy muốn comment mua cái chai serum này thì Duy comment là IMG1 khoảng cách cộng với số lượng đơn hàng, ví dụ IMG12 tức là muốn mua chai serum này với số lượng là 2 sản phẩm, thì nhãn hàng sẽ lập tức inbox và chỉ cho mọi người cách thức để thanh toán cũng như là hình thức giao hàng, nói chung là support cho mọi người trong vấn đề chính sách hậu mãi. À, chị thấy cái combo số 4 cũng ủng hộ khá là nhiều. Mình ra Dạ sắp 200 sản sắp phẩm mà đã cháy rồi trời, 100 số nó chạy nữa kìa chị, xuất sắc mọi người 160 mét ơi. rồi. Dạ. Đó. Rồi. Rồi cái chai mist cũng là tăng rất là cao rồi. Không biết cái chai Illumator hôm nay cái order đã được bao nhiêu rồi? Mời ban tổ chức đưa lên được không ạ? Không, thường em nghĩ là ban tổ chức sẽ không đưa lên Ok. cái số này cho mọi người đâu, tại Dạ. vì đó là gần hết 1.000 chai đó Dạ, chị còn phải còn phải chờ cho bác sĩ và đại lý của chị nữa, chứ chị bán hết rồi đại lý với bác sĩ chị lấy đâu ra. Đó. Mọi người ơi, nhớ là mình chỉ còn có mấy giây nữa là chương trình sẽ Dạ. hết và
Rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ và coi trực tiếp live share cái buổi live stream launching ngày hôm nay. Thì Image Skincare rất là vui mừng và hân hạnh được đem những cái sản phẩm mà đạt cái hiệu quả và an toàn cho người da người Việt Nam, cũng như là nó rất là phù hợp với tiếp da của phụ nữ Việt Nam ở tiếp da 3, 4 da màu đó. Nó sẽ không có bị biến chứng hoặc là tác hại gì sau khi mình sử dụng hết. Và bạn Call Me Duy cũng đã ủng hộ rất là nhiều, và Em phải nói là em giống như là rất hạnh phúc. fan trước khi mà buổi livestream này thì đã theo dõi bạn Duy, đã có những cái review và những cái YouTube, những cái TikTok nói về cái những cái sản phẩm này rất là nhiều, ủng hộ cho chị cảm Thì ơn em rất em là bản thân em nhiều. thì em cũng rất là cảm ơn chị Thúy đã cho em có cơ hội đồng hành cùng nhãn hàng. Thật ra bản thân em khi mà làm bất kỳ những cái sản phẩm nào thì em cũng rất là ít hợp tác trực tiếp với nhãn hàng, tại vì thứ nhất là em cũng không muốn là mọi người nghĩ là lúc nào em cũng sẽ giới thiệu sản phẩm đó vì em PR, mà là thật sự em đã sử dụng và em đạt được hiệu quả và nhãn hàng thấy cái điều đó và mới liên hệ với em. Và một cái điểm nữa là em cũng rất là hy vọng là trong thời gian tới sắp đây, nếu mà nhãn hàng mà có những cái sản phẩm hay những cái hoạt chất nào mới, hay là Tranexamic Acid này có cần những cái cách sử dụng hiệu quả, hay là guide dùng cách dùng ấy, thì em cũng hy vọng là sẽ có dịp chia sẻ cho mọi người thêm ở trên kênh YouTube Comedy Duy. Và chắc là Duy với chị Thúy thì sẽ tạm biệt mọi người và hẹn mọi người trong livestream tiếp theo ha. Dạ, cảm ơn Rồi. Duy rất nhiều. Tạm biệt mọi người. Bye Xin hẹn gặp lại. guys. Bye.